Lạc Việt xin kính chào quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn phong trào liên kết dân chủ và trên các diễn đàn bạn đăng link vào chương trình hôm nay. Chắc là quý thân hữu nghe rõ. Vâng, xin cảm ơn. Diễn đàn yểm trợ khối 86 và phong trào dân chủ Việt Nam tranh đấu cho nền dân chủ pháp trị, tôn trọng nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay Chủ nhật mùng 7 tháng 9 năm 2014, Diễn đàn yểm trợ khối 8106 và phong trào dân chủ Việt Nam hợp tác sinh hoạt với Diễn đàn phong trào liên kết, quý diễn đàn bạn, quý đài phát thanh và website sinh hoạt tuần lễ thứ 322, hân hạnh được đón tiếp Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, vị đại diện cho ban điều hành khối 8106, luật sư Nguyễn Hữu Thống, quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn. Đề tài hội luận hôm nay, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập dẫn đến thảm họa mất nước hiện nay, do luật sư Nguyễn Hữu Thống trình bày và đặt trách hội luận. Để mở đầu chương trình, mời quý thân hữu cùng giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Lễ chào cờ Việt Nam tự do bắt đầu. Phút cầu nguyện và mặc niệm để tưởng nhớ đến quốc tổ Hùng Vương, các vị anh hùng liệt nữ và các vị nhân sĩ đã đóng góp trí tuệ, sức lực, xương máu để bồi đắp nên dải giang sơn gấm vóc là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Đặc biệt để tưởng nhớ công đức hai bà Trưng bà Triệu đánh đuổi quân Đông Hán, Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt phá Tống Bình Chiêm, đời nhà Trần ba lần đánh đuổi giặc Nguyên, vua Lê Lợi Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh, vua Quang Trung diệt quân Thanh. Để tưởng nhớ 74 chiến sĩ hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 chống Trung Cộng xâm lược. Chúng ta cầu nguyện cho các chiến sĩ dân chủ nhân quyền, dân oan khiếu kiện, dân oan tôn giáo, các bạn trẻ sinh viên yêu nước đang bị bạo quyền Việt Cộng tru dập hoặc đang chịu đày ải trong các trại tù. Phút cầu nguyện và mặc niệm bắt đầu. Thank you.
phút mặc niệm và cầu nguyện. Chân dứt xin thay mặt cho diễn đàn niệm trợ khối 86 và phong trào dân chủ Việt Nam, xin chân thành cảm ơn quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu đã giơ tay lên trong nghi thức khai mạc. Và bây giờ thì xin mời quý thân hữu chúng ta tạm thời bỏ tay xuống. Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu, hôm nay là ngày Tết Trung Thu. Tại nhiều cộng đồng tại hải ngoại vẫn còn gìn giữ tập tục này và dành Tết này cho các cháu thiếu nhi. Riêng tại Vancouver, Canada, nhiều chục năm Tết này được gọi dưới cái lễ hội Trung Thu Tết Thiếu Nhi Việt Nam, Lunar Full Moon Children Festival. Đó đây có vài dư luận cho rằng Tết Trung Thu là của người Tàu, ta nên tẩy chay. Thưa, theo Lạc Việt hiểu và biết thì không phải như vậy. Đừng gán kinh dịch là của Hán, đừng gán vua Liêu vua Thuấn là vua của Hán, và đừng gán Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu là của Hán. Ngày nay các nhà khoa học khảo cổ trên toàn thế giới hầu hết khẳng định nền văn minh lúa nước do tộc Bách Việt là chủ, và địa bàn sinh hoạt của họ là khắp vùng Trung Nguyên, tức những phần đất màu mỡ hiện nay từ giữa sông Hoàng Hà và sông Dương Tử. Tết Nguyên Đán đầu xuân là để cầu mùa, và Tết Trung Thu tạ ơn trời đất sau mùa gặt hái. Thời tiết mát mẻ, hoa trái thu hoạch xong, việc đồng áng tạm ngưng là dịp thuận lợi để mở hội Tết Trung Thu. Tết Trung Thu, các tộc Bách Việt lưu vong đó đây ở vùng Đông Nam Á đều có cả, nhưng Việt Nam đặc biệt nhất dành lễ hội Trung Thu cho các cháu thiếu nhi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một bài Rước Đèn Tháng 8 của ban Tuổi Xanh trước năm 75 trình bày. Xin các bạn chờ đợi trong giây lát nhé. Xin lỗi các bạn, các bà sẽ chúng ta sẽ nghe sau, bởi vì trên cái màn hình bây hiện của Lạc Việt hiện nay nhiều chương trình quá, thành thử ra nó đã bị ngắt quãng đi. Bây giờ thì một lần nữa xin được thay mặt cho diễn đàn yểm trợ khối 86 và phong trào dân chủ Việt Nam, xin được kính mời linh mục Phêrô Phan Văn Lợi có đôi lời mở đầu cho buổi hội luận hôm nay với luật sư Nguyễn Hữu Thống. Luật sư Nguyễn Hữu Thống từ mấy tuần nay liên tục trình bày về những cái đề tài lịch sử rất là cận đại của đất nước chúng ta, đặc biệt là ngày 19 tháng 8 và ngày mồng 2 tháng 9 mà Việt Cộng tuyên bố là đã giành độc lập, và tuyên ngôn độc lập họ cũng hùng dũng tuyên cáo với toàn thế giới. Nhưng cũng từ đó chúng ta thấy là dẫn đến cái thảm họa mất nước hiện nay mà không có một ai có thể nghi ngờ. Vâng, linh mục Phêrô Phan Văn Lợi sẽ có đôi lời mở đầu để chào đón chúng ta, chào đón luật sư Nguyễn Hữu Thống, và đặc biệt chia sẻ với chúng ta những nối kết đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà, ở cả quốc nội, nối kết với hải ngoại. Vâng, Lạc Việt một lần nữa xin được kính mời linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, và cảm ơn anh Nguyễn Nam Phong đã dùng đường live telephone để đưa tiếng nói của ngài vào trong diễn đàn này tốt đẹp hơn. Xin mời anh Nam Phong. Con xin mời cha. Kính thưa toàn thể quý vị và quý bạn trên cả diễn đàn, kính thưa quý anh điều hành cả diễn đàn,
Xin đặc biệt kính thưa luật sư Nguyễn Hữu Thống lời vị diễn giả hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, trong cái thời điểm này á, là ở tại Việt Nam có nhiều cái biến cố đáng cho chúng ta là suy nghĩ. Thứ nhất đó là cái ngày mùng 2 tháng 9 mà người Cộng sản gọi là ngày quốc khánh, ngày tuyên bố độc lập. Nhưng mà chắc chắn là chắc nữa đây luật sư Nguyễn Hữu Thống sẽ cho chúng ta biết đó có phải là cái ngày tuyên bố độc lập hay không. Chính trong cái ngày mùng 8 tháng 9 này tại Hà Nội, tại Viện Bảo tàng Quốc gia đang có một cuộc triển lãm là về cải cách ruộng đất. Trong đó nhà cầm quyền Cộng sản có nói tới những cái sai lầm và sửa chữa sai lầm, nhưng cái chúc là hoàn thành thắng lợi. Cái cuộc triển lãm này mà chúng tôi đang đợi tin tức của các bạn bè trong ngày hôm nay, một lần nữa cho chúng ta thấy rằng là Cộng sản hơn nửa thế kỷ vẫn không ngừng lấy cái tội ác trong cái vụ việc Long Trời Lở Đất đó. Cái tội ác gồm có ba khía cạnh: thứ nhất là giết các nông dân tài giỏi, thứ hai là diệt các nhân sĩ uy tín, và thứ ba là cướp đất của người dân để trao vào tay đảng Cộng sản. Cộng sản vẫn tìm cách để lừa gạt mọi người, làm cho mọi người tưởng rằng đấy là một cái chính sách đúng đắn và đã hoàn thành tốt đẹp, trong cái đó là một thảm họa cho dân tộc từ phương diện kinh tế xã hội cho tới đạo đức, là phá hủy cái làng xã truyền thống, cái giềng mối của dân tộc. Cho nên là chắc chắn sẽ có những bài phản biện về cái cuộc triển lãm ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 tại Hà Nội. Rồi quý vị cũng biết ở tại Việt Nam đang có cái phong trào, cái chiến dịch gọi là tôi muốn biết, chúng tôi muốn biết, để yêu cầu mọi người, chắc nữa mọi người lên tiếng về cái quyền được biết của người, của con người cũng như của người công dân, mà cụ thể là cái quyền được biết về cái mật mì Thành Đô năm 1990 mà có nhiều cái tiếng đồn là sẽ có những cái tai hại cho dân tộc, nhất là năm 2020 thì theo thứ là thỏa thuận của các cái tên tội đồ Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười thì Việt Nam sẽ trở thành một cái tỉnh của tàu cộng. Vì thế mà người dân ở trong nước, cụ thể là mạng lưới Blogger Việt Nam, và mới đây là có 20 vị tướng trong quân đội Cộng sản đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản phải bạch hóa tất cả những cái văn kiện của hội nghị Thành Đô năm 1990. Tại cái thị trấn Trùng Nguyên thuộc về là Hà Nội đấy, đã có 12 nông dân bị cầm tù vì đã chống lại cái việc cướp đất của họ, và trong đó cướp đất của những gia đình chính sách, tức là những gia đình gọi là có công cách mạng để mà làm một cái nhà xử lý nước thải ngay giữa là khu vực sinh sống của người dân và cướp lấy đất của dân. Thì người dân đã đứng lên, có những người đã bị tạt axit, thậm chí là có một cái bà cựu đảng viên đã tự chặt tay mình, chặt ngón tay để mà phản đối việc là công an ghét cho bà cái tội là gây rối trật tự. Nhưng mà rồi tất cả cái sự kháng cự của dân chúng đó phản quyết, và mỗi ngày hôm kia đây 12 người đã bị án tù và một cách là đau đớn đó. Xin quý vị vui lòng đợi một chút xíu, chúng ta đang có chờ sự trở ngại kỹ thuật với lại xin trở lại cái đề tài chuyện ngày hôm nay.
thì người cộng sản luôn nói rằng là mùng 2 tháng 9 là ngày tuyên bố độc lập, nhưng mà chúng ta đọc trong lịch sử chúng ta biết rằng từ ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945 nhập đạo chính xác, và lúc đó tránh thủ sự ủng hộ của người Việt cùng những nước Á Châu khác đang bị Nhật chiếm đóng, thì Nhật đã trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngay sau đó vào ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại được ký đạo dù tuyên cáo Việt Nam độc lập, tuyên bố hủy bỏ hòa nước Paternoster chỉ về Pháp năm 1884 cùng các hiệp ước nhân bảo hộ và từ bỏ chủ quyền khác, khôi phục nền độc lập của đất nước, thống nhất Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Đến ngày 7 tháng 4 năm 1945, vua Bảo Đại chung ý thành phần nội các mới, trong đó học giả Trần Trọng Kim trở thành thủ tướng đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập. Đến tháng 6 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam. Đến khi Nhật đầu hàng phe đồng minh, thủ tướng Trần Trọng Kim vào ngày 16 tháng 8 năm 1945 khẳng định bảo vệ nền độc lập vừa giành được. Sau đó vào ngày 18 tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại xác nhận nền độc lập của Việt Nam được công bố vào ngày 11 tháng 3 năm 1945. Bây giờ tất cả hầu hết các nhà sử học đều công nhận rằng Việt Nam đã độc lập, đã tuyên bố từ 11 tháng 3 năm 1945, chứ không phải là ngày mùng 2 tháng 9. Cái ngày mùng 2 tháng 9 là một cái cuộc cướp quyền của Đảng Cộng sản, cướp lấy cái chính quyền nhân dân, chính quyền mà đích thực còn là chính quyền chính phủ Trần Trọng Kim. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta xác định cộng sản không bao giờ là giành lại độc lập cho dân tộc lắm. Thậm chí sau khi là tuyên bố gọi là tuyên bố độc lập đó thì cộng sản đã tắt đất nước vào cái sự lệ thuộc là đế quốc cộng sản quốc tế, làm cho Việt Nam cứ lệ thuộc từ Nga sang Tàu, và bây giờ thì càng ngày càng rơi vào cái bàn tay cái lông lá tội ác đại hãng của Tàu Cộng. Hôm nay luật sư Hồ Thống phải trình bày cho chúng ta tất cả những điều đó để một lần nữa chúng ta hiểu rõ về lịch sử của dân tộc không, đồng thời không bao giờ để cho cộng sản Hà Nội tiếp tục lừa gạt chúng ta, nhất là các đồng bào hải ngoại là nhắc nhở cho con em của mình phải đọc lịch sử của Việt Nam cho đúng đắn. Còn lịch sử của Việt Nam mà ngay cả nhiều cái nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ cũng sai lầm, cũng là cho rằng là Hồ Chí Minh cũng như là Đảng Cộng sản đã có những công lao này nọ, nhưng mà chắc chắn là chuyện bộ phận của người Việt Nam yêu nước và yêu sự thật phải vạch trần trước thế giới cái sự dối trá, sự lừa gạt của Đảng Cộng sản Việt Nam, để nói rằng không hề có cái gọi là ngày độc lập mùng 2 tháng 9, mà chỉ có là ngày bắt đầu một cuộc nô lệ mới của dân tộc Việt Nam. Ách nô lệ đó càng ngày càng nặng nề và có thể dẫn tới sự mất nước, để chúng ta không đòi hỏi, để chúng ta không đứng lên để giật sập cái chế độ này. Thế đó là một vài lời xin được là ngỏ với tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe. Xin cảm ơn luật sư Hồ Thống là một bậc lão thành, tôi xin dùng cái chữ của tôi là lão thành cách mạng, nhưng cách mạng đích thực, đã dùng cái kiến thức yên thâm và lòng nhiệt thành của mình để mà soi sáng cho đồng bào từ bao nhiêu năm nay và tiếp tục là tấm gương khi là tấm mẫu cho dân chủ Việt Nam. Mong rằng tấm gương của bậc lão thành Hồ Thống sẽ là thúc đẩy các bạn trẻ trong nước cũng như ở ngoài nước để chúng ta khôi phục lại quê hương Việt Nam của chúng ta không còn có bóng dáng cộng sản nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin hết rồi. Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn điểm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam cũng như quý diễn đàn đang tham gia link và chương trình hội luận hôm nay, đặc biệt đang sinh hoạt live trên diễn đàn phong trào liên kết dân chủ, xin chân thành cảm ơn những lời mở đầu của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi và những lời giới thiệu của ngài đến luật sư Nguyễn Hữu Thống cũng là những lời giới thiệu đầy ý nghĩa. Vâng, luật sư Nguyễn Hữu Thống đã trọng tuổi
nhưng ông đã dùng hết cái khả năng của mình, sự hiểu biết của mình, sự học hỏi của mình từ bao nhiêu năm trước, nay đã sử dụng vì quê, vì yêu quê hương đất nước, để cho thế hệ trẻ biết được những cái sự thật mà từ 70 năm nay ở tại miền Bắc và 40 năm nay tại miền Nam, Đảng Cộng sản đã hoàn toàn giấu nhẹm. Không những giấu nhẹm, chúng nó còn bôi nhọ lịch sử và biến cái lịch sử thành ra những cái sự rất là gian trá, đầy sự gian trá ở bên trong đó. Vâng, xin kính mời luật sư Nguyễn Hữu Thông á, và xin cảm ơn anh Phong Trần đã dùng đường live phone để liên lạc. Xin mời Chúa. Vâng, tôi xin phát biểu đôi lời. Kính thưa Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, thưa các anh chị em, việc đầu tiên là tôi phải trình với Linh Mục là về vấn đề tuổi tác ấy. Thì năm nay tôi đã hơn 80, mà trong cái thời gian từ 53 đến ngày hôm nay, tức là gần hơn 60 năm, thì tôi chỉ là một người viết về vấn đề đất nước. Tổng số những quyển sách tôi đã xuất bản là 17 cuốn. Còn cái cuốn cuối cùng nữa là cái gọi là cái hồi ký trong 60 năm hoạt động về sự đấu tranh, về văn chương, về chính trị, thì tôi chưa viết vội. Thì các anh bản tôi là thế thì bao giờ thì anh mới viết? Anh năm nay ra ngoài 80 rồi đấy. Tôi xin thưa là thưa không. Cái 80 không quan trọng, cái quan trọng là mình còn có cái tinh thần, có cái niềm tin và có niềm vui trong cái việc đó không. Thì tôi cần phải viết, và chỉ có thể viết được khi đầu óc tôi thanh thản. Mà khi nào thì thanh thản? Là khi nào mà tôi không còn nhìn thấy cái lá cờ đỏ ở trong quê hương Việt Nam. Tôi là luật sư tư pháp 1975, 2 năm. Thì tương đối là sinh kế rất là thỏa mãn. Nhưng mà chỉ vì một điều là tôi nhìn thấy cái cờ đỏ đó, thì tôi bỏ đi ngay. Bởi vì nhìn thấy cái cờ đó, thì tôi không thể nào tôi có sự bình thản tâm hồn được. Cho nên tôi phải bỏ nước Pháp mà qua nước Mỹ để tìm cái nơi mà người ta tôn trọng những tư tưởng, những ý kiến, cũng như là những môi trường hoạt động. Và tôi đã hoạt động từ bên Hoa Kỳ là hơn 32 năm, và tổng số của sách đó là 17 cuốn. Và cuốn thứ 18 là cuốn hồi ký đó, tôi sẽ viết vào năm nào? Là tôi sẽ viết vào khoảng trong từ 5 đến 10 năm, từ năm 86 tuổi cho đến năm 92 tuổi. Mà tôi chắc là tôi sẽ sống ngày đó. Tại sao lại tin như vậy? Vì ngày đó Cộng sản sẽ tiêu diệt rồi, thì tôi mới có thể bình tâm biết về vấn đề cá nhân của tôi được. Xin thưa ông cha phải vận lợi cái điều đó. Cái việc đề tài ngày hôm nay đó, nó tập trung một điểm rất nhỏ nhưng mà rất quan trọng, mà rất bao quát, là Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tuyên ngôn độc lập là ngày 2 tháng 9 1945. Thế thì tuyên dương độc lập chỉ là bản tuyên bố ý định của một cái cách của một bên, một cái cá nhân thôi. Nhưng mà muốn cái sự độc lập đó thành tựu được mà hợp pháp, mà được chấp nhận trên thế giới, thì phải có hai điều kiện. Thứ nhất là cả hai bên đương sự cùng có cái sự cái là về phía đế quốc đó, thì là chúng tôi đồng ý là chúng tôi đã có giải thể các thổ địa, và đồng ý người thổ địa để nói là chúng tôi đã tranh thủ được chủ quyền quốc gia. Tức là có hai ý kiến, tức là có hai lần hiệp ước, và những hiệp ước này phải đăng ký ở Liên Hợp Quốc. Tôi có một tài liệu mà tôi đã trình được từ năm 1947, trong đó có ghi tất cả những quốc gia nào đã đăng ký độc lập. Thì tôi mới đối chiếu với những tài liệu tôi viết mà tôi trình những kiện độc lập của các quốc gia Á Châu từ 1946 đến 49 đó, thì chúng ta có 14 quốc gia độc lập, là những quốc gia không cần đấu tranh võ trang, không cần phải dùng võ lực, mà chỉ cần là sự ôn hòa, đấu tranh bất bạo động và hợp tác với các đế quốc cũ để mà đòi tự trị trong giai đoạn đầu và độc lập trong giai đoạn sau. Và tất cả chỉ trong vòng từ 1 đến 4 năm thì tất cả 14 quốc gia Á Châu không thêm 3 quốc gia Phi Châu nữa đều đã độc lập hết, không đổ một giọt máu nào hết. Trong khi đó thì Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh nói chỉ là
tôi đã giành được độc lập từ ngày 2 tháng 9 và tôi đã là bản tuyên ngôn độc lập. Thế như thế là không hiểu về pháp lý và cũng nói cho rõ là có lẽ là cộng sản không hiểu về pháp luật, đặc biệt là không bao giờ có sự tu được. Hai cái vũ khí chiến lược của cộng sản là tuyên truyền dối trá để làm gì, để mà lừa gạt dân chúng, để mà xây dựng, để mà thành lập cái xây dựng chế độ cộng sản. Đó là vũ khí chiến lược số 1. Và vũ khí chiến lược số 2 là đàn áp khủng bố. Sau khi có chính quyền rồi, lúc đó mới trở mặt thấy rõ, giết người dân, bắt đi lao động khổ sai, đặt tục thô tất cả nhà cửa, không người nào có tài sản gì hết, tất cả tài sản của nhà nước hết, tức là của đảng cộng sản hết, tức là của những cái lãnh tụ cộng sản hết, tức là sự đi ăn cướp. Cho nên cộng sản không bao giờ dám nói thật, cộng sản không bao giờ dám nói những thứ là chúng tôi có những tài liệu nào. Thì tôi sẽ trình những tài liệu rất rõ ràng như thế này. Tài liệu xuất bản của Liên Hợp Quốc, cái câu nó gọi là mỗi năm nó có một cái gọi là Everyone United Nations, tức là những cái tài liệu công việc Work of United Nations trong vòng 4 năm 4 năm thì có một tài liệu đó. Thì cái tài liệu cuối cùng tôi nhận được thì nói về những cái nước mà tôi trình bày đó: Việt Nam, Mã Lai, Tân Java, Phi Bật Tân, vân vân. Thì điều nói rõ như thế này: muốn có sự đăng ký sự độc lập đó tại Liên Hợp Quốc thì đầu tiên phải có sự là sự tuyên bố của quốc gia giải thể chế độ thuộc địa, Declaration, tuyên bố of decolonization, bỏ chế độ thuộc địa đi của đế quốc. Và thứ hai nữa là có sự là công bố được là độc lập năm nào. Thì nói rõ thế này: những cái ngày tháng mà ngọc hai ngoặc đó là những ngày được độc lập, dates, ngày tháng, in parentheses, ngoài khai ngoặc đó, so cho chúng ta biết the year, năm of independence, năm độc lập. Thế thì cho Việt Nam thì người đã đăng ký Pháp, France. Nói thế này: Indochina, Đông Dương đó, comprises, gồm có Cambodia, Cao Miên, Laos, Lào, and Việt Nam, mở ngoặc đóng ngoặc, tức là được chứng tỏ năm độc lập đó là năm 1947, đúng như là chúng ta đã nghiên cứu trong sách vở đó. Thế thì những bản tuyên ngôn độc lập phải có một cái hiệp ước. Thì từ trên này chúng tôi sẽ trình bày một cách rộng rãi đến trận tất cả những chuyện mà trên hạ đó là sự có sự giao ước hay là kết ước hay là bất kỳ thành đô 1990 đó, và đến năm nữa là 2020 này đó, thì là biến thành một cái quận huyện của Trung Quốc. Thì cái đó tôi sẽ trình bày rõ rệt là các bạn đừng lo ngại cái điểm đó, mà chúng tôi thấy rõ được cái điểm đó là không có một cái giá trị pháp lý nào hết. Xin thưa các bạn, vấn đề độc lập tháng 2 năm 45 hoàn toàn vô lý, như là Linh Mục vừa nói đó. Sau một ngày mùng 9 tháng 3 đó, thì vua Bảo Đại cũng đã tuyên ngôn độc lập của Việt Nam là ngày 12 tháng 3, 3 ngày sau. Đó là một điểm. Và ở biển Đông Nam Á đó, thì Nhật Bản đầu hàng đồng minh ngày 15 tháng 8, 1945. Thì 3 ngày sau, 18 tháng 8, 45, thì vị lãnh tụ đảng quốc gia ở Nam Dương là Sukarno đã bản tuyên ngôn độc lập, cũng như là vua Bảo Đại vậy. Thế thì sau đó đó, thì tất cả những bản tuyên ngôn độc lập đó đều chỉ là cái bản tuyên ngôn có tính cách gọi là để ra xuống đánh tác xương, là cái tuyên bố thì có tinh thần thôi. Chứ thực tế về pháp lý và có giá trị quốc tế đó thì phải có sự đăng ký của hai cái hiệp ước. Thì cái hiệp ước ở Việt Nam đó là chúng ta độc lập, không phải là ngày như là Hồ Chí Minh nói là mùng 2 tháng 9 đâu, năm 45 đâu. Chúng ta chỉ được độc lập ngày Việt Nam là lúc đó do quốc trưởng Bảo Đại ký với Tổng thống Pháp là Vincent Auriol, với sự kiến thị của tất cả những cái người mà có mặt chúng là để mà chứng nhận rằng tôi là Tổng thống đã ký cái hiệu này nhân danh quốc dân Pháp để mà thì
trình bày với thế giới, trình bày với nhân dân Việt Nam và tức quốc tế, rồi thì là kể từ ngày hôm nay Pháp đã nhìn nhận đến quốc Việt Nam là quốc gia độc lập. Và 4 tháng sau thì đến tháng 7 1949 thì chính tổng thống Pháp Pétain cũng ký với quốc vương Susavono Gia Đông là ở bên Lào đấy, một bản hiệp ước như thế là trả lại độc lập cho Ai Lao theo tinh thần của hiệp định Élysée ký với Việt Nam. Đấy là tháng 3, 4 tháng sau là tháng 7, 4 tháng sau nữa là tháng 11. Cuối ngày 8 tháng 11 lại có một cái hiệp ước nữa giữa tổng thống Pháp Pétain ký với quốc trưởng ở Cao Biên đó, là ngày đó là tuyên bố là Cao Biên độc lập. Còn thường xuyên lúc ký cái bản đó thì ba cái bản mà do tổng thống Pháp về châu Âu ký và ba cái bản do quốc trưởng Bảo Đại ký mà do quốc vương Sisavavo ở bên Ai Lao và quốc vương Xê Núc tại bên Cao Miên đều đã đăng ký tại Liên Hợp Quốc. Ngoài ra tôi cũng xin trình bày thêm để nói rõ là thế này, là trong khi Đảng Cộng sản là giải tán, Hồ Chí Minh có nói thế đó, chúng tôi đã từ ngày 11 tháng 11 năm 45 đem gì? Tại sao giải tán? Tức độc lập sau khi giải tán, tức là ông nói là độc lập 2 tháng 9 thì tức là tháng 11 thì là 2 tháng sau thì cái ông giải tán là Cộng sản. Thế thì không còn được Đảng Cộng sản nữa thì Đảng nào lãnh đạo? Sự thật thưa không có các bạn, có những điều mà chúng tôi phải trình hợp. Tại sao Hồ Chí Minh lại tuyên bố thì là ông ta giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 11 tháng 11 năm 45? Vì xin thưa thế này, nói là Đảng Cộng sản Đông Dương nhưng chỉ thật đó là một cái cơ quan quốc tế do quốc tế cộng sản nó lãnh đạo, đặc biệt là Stalin và Mao Trạch Đông, thì nó có như là những thông tin khắp thế giới. Từ hồi tháng 12 cuối Giáng sinh 1945 thì sau khi Việt Minh là làm những cái chuyện như là đồi bại mà không có thiên thương hành như hiệp ước ở Việt Nam mà ký kết cũng là một cái chỗ là bề ngoài thôi, thì chính tổng thống De Gaulle người lãnh đạo phong trào kháng chiến của Pháp từ tới Đức Quốc xã là lúc đó là như là quốc trưởng, thì đã mời, điều này xin các vị là cái điều ghi nhớ này, đã mời cựu hoàng Duy Tân là cái người bị đi đầy ở đảo Réunion ở bên Phi Châu đến Paris để thương nghị để trao trả độc lập và thống nhất cho Việt Nam, và sẽ mời hai bên ký một hiệp ước, sẽ mời cựu hoàng Duy Tân đầu năm 1946 về Sài Gòn thành lập chính phủ quốc gia độc lập và thống nhất. Thưa Hoàng Tân, cựu hoàng Duy Tân là cái người đã đấu tranh cách mạng, đã bị giam giữ lâu ngày, nhưng sau này ngài ý thức được là không thể nào dùng võ lực mà chống các đối tác tư phương được, và không cần như vậy. Từ năm 1919 là đã có phong trào của tổng thống Lê Sơn là ở hội quốc liên tức là một hội Liên Hợp Quốc từ đệ nhất thế chiến 1919, thì tổng thống Lê Sơn là một cái vị, theo tôi là một vị tổng thống đặc biệt, cũng ngang cũng như tổng thống Ngô Đình Diệm của mình nữa, là ngài tin rằng thì là tôi mà sở dĩ mà sinh ra trên cõi đời này là vì thượng đế giao với tôi cái nghĩa vụ là phải mang lại cái hòa bình cho nhân loại. Thì chính tôi đã nhìn thấy những cuộc chiến tranh Nam Bắc ở Hoa Kỳ, và chúng tôi không thể nào có thể nói im lòng được mà không thể làm điều gì khác được, cho đến khi chúng tôi nghĩ thì là chúng tôi sẽ tìm một giải pháp cho hòa bình toàn thế giới. Cho nên ngài đã khuyến dụ và đã ghi vào một cái bản biên bản trong cái là hội quốc liên tức là tổ chức của đến nhiều nhất thế chiến, mà ghi quyền gọi quyền dân tộc tự quyết, người dân sẽ tự quyết định số phận của mình, là chúng tôi có độc lập hay không, chúng tôi có thống nhất hay không, và thứ hai nữa là chúng tôi có theo chế độ cái là độc tài dân tộc quân việt, hay là chúng tôi cũng theo cái chế độ dân chủ pháp trị theo thứ nhiều khác. Thì quyền dân tự quyết là quyền hương quốc tế, đó là quyền được quyết định về chế độ chính trị, và thứ ba hai nữa là về phương diện thực sự là cái quyền của người dân trong nước, là những người mà chủ quyền quốc gia thuộc về người dân, và người dân sẽ quyết định như thế là chúng tôi sẽ thiết lập chế độ nào
thì tôi sẽ bầu những người nào đại diện giúp tôi. Đó là quyền dân tộc tự quyết, là quyền trả độc lập cho các thuộc địa 1919. Chính năm 1919 đó thì nước Anh đã trả ngay độc lập cho Canada. Đặc biệt là họ còn trả độc lập cho một nước nữa, được gọi là nước Afghan. 1919, đó là theo tôi là một cái điểm rất là quá sớm, bởi vì ở Afghan đó, không có một cái cơ sở về đấu tranh, không có cơ sở về tổ chức hành chính, về tư pháp, về tất cả về kinh tế, về giáo dục các thứ để mà có một nước tự trị độc lập được. Thì 1919 là quá sớm. Quả nhiên đến ngày hôm nay là 2014, gần 100 năm thì cái sự độc lập đó là không có hiệu quả và là gây bao nhiêu sự chết chóc của Afghan. Đó là một sự theo tôi là một sự sai lầm của Anh Quốc năm 1919. Nhưng đó là vấn đề lịch sử. Nhưng cái chính là 1919 là bắt đầu phong trào đó. Thế thì khi mà Đức Quốc xã vùng dậy từ 1939 đến 45, từ lúc đó thì các quốc gia Tây phương như là Anh Quốc, Pháp là hầu như kiệt quệ rồi. Tất cả những thứ như là từ Hitchin như này, những đó Hà Lan, tất cả Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, quân cương cùng những ba nước về duyên hải như là Lithuania, Estonia, Latvia đều là do Liên Xô chiếm hết cả rồi. Thì lúc đó là Đức Quốc xã chết hết, và Đức Quốc xã là oanh tạc, là Anh Lê nghĩa là nước Anh nghĩa là tan nát hết, nền kinh tế không còn gì cả. Và trong khi đó thì nước Pháp hoàn toàn là đầu hàng ngay rồi, chỉ trong một thời gian ngắn. Thì Anh Pháp đã rất kiệt quệ sau Thế chiến thứ hai. Và Tổng thống Roosevelt của Hoa Kỳ đó, thì khi ngài đến ứng cử với đắc cử đó, thì các quý ấy là 1930 đó là năm khủng hoảng kinh tế và chết đói, tức nghĩa là một đại cái toàn thế giới là một cái cực kỳ khủng nhất từ xưa này, thì chưa giúp cho dân mình được mà bây giờ lại mang quân đánh nhau với nước đó thì giúp người Anh với người Pháp là những đồng minh của mình, thì Tổng thống Roosevelt không thể làm như vậy được. Thì ngài ý muốn là ngài muốn trung lập ở ngoài, nhưng mà sau thì không thể trung lập được, bởi vì nếu mà họ chiếm được Hà Lan và họ chiếm được nước Anh thì họ sẽ chiếm luôn cả Canada ra lại, và từ thế họ sẽ là đảo phú vùng thế giới đó, từ Tây Ban Nha đó là chiếm ngay từ nước miền Nam Mỹ đó, là đánh ụp đến chỗ Hoa Kỳ, thì từ phía Bắc là Canada đến phía Nam từ Nam Mỹ thì nước Mỹ cũng sẽ rơi vào cái vòng nô lệ của đế quốc xã. Cho nên vì vậy Hoa Kỳ sẽ bỏ hết tâm lực, bao nhiêu tài sản đó, và sẽ rất khó khăn và không thể nào có thể làm cái việc duy trì các chế độ thuộc địa được, mà cái đó vừa dã man, mà trong khi thời gian chiến tranh đó cũng phải nhờ các dân tộc thuộc địa đó, cung cấp những nguồn sinh lực, vật lực cũng như là các nhân sĩ, các chiến sĩ đi chiến đấu cùng cho những quốc gia đế quốc. Cho nên 1941 trong hội nghị ta gọi là New Holland, là mới đất đổi với Canada, thì bốn vị những vùng dân chủ quốc gia như là Pháp, Anh, Lan đã quyết định rằng là sau 1900 khi chiến tranh chấm dứt thì chúng tôi sẽ trả độc lập cho tất cả các thuộc địa và các nước bảo hộ tại Á Châu, Phi Châu. Đó là bản hiến chương Đại Tây Dương 1941, tiếp theo cái gọi là quyền dân tộc tự quyết của Hội Quốc Liên 1919. Và thứ ba nữa, 1945 thì đầu xuân 1945 thì bắt đầu thì là Đức Quốc xã đầu hàng từ năm 44 rồi, mà Nhật Bản cũng sắp đầu hàng rồi, đến tháng 8 đầu hàng, sau cái ném bom nguyên tử đầu hàng là tháng 8, 15 tháng 8. Thì lúc đó thì là tất cả các quốc gia hoàn toàn là sẽ được giải phóng hết. Thì Liên Hợp Quốc đã đưa ra một trong những điều số 1 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, 45 nước từ 1945 đó là họp ở San Francisco để là để thành lập một cái gọi là Liên Hiệp Quốc. Lần này Liên Hợp Quốc là cái sự mở rộng của quốc liên, thì trong 51 quốc gia đồng minh thắng Đức Quốc xã đó là họp hội nghị đó. Và cái điều quan trọng nhất là điều thứ nhất của Hiến chương Liên Hợp Quốc 1945 quy định tức là chúng ta sẽ tôn trọng quyền dân tộc tự quyết cho các quốc gia dù là không độc lập, dù là còn bị thuộc địa hay là bị bán thuộc địa, đều có quyền trở thành độc lập và được quy chế bình đẳng với toàn thế giới. Đó là một tuyên bố rất quan trọng. Cũng vì vậy là tất cả các quốc gia mà có cái nhìn bao quát, về điểm này tôi hơi chủ quan, nhưng mà thường thường những người mà có lãnh đạo cái phong trào đấu tranh giành độc lập từ năm 1945 đó,
thì tôi thấy là bây giờ cuối toàn những luật sư đi học các ngoại quốc này và những nhà có quốc tế đã nhìn thấy rằng thì là ở trong những nước tư bản như là Pháp, Hà Lan hay là Anh đều là những quốc lập kiệt quệ rồi, thì sau khi chiến tranh rồi một tháng nữa đó, thì cũng không thể nào phát triển về kinh tế được, không thể nào gọi là có thể không phải bắt buộc phải là cải tiến dân sinh. Và nếu mà không có được vào trang nữa mà phát triển kinh tế mà cải tiến dân sinh ấy, thì phải đi hai cái nguyên tắc nữa là phải giải phóng lao động là những người nghèo, và những người nghèo đó thường là đi lính là bị đau khổ nhất, thì phải giải phóng lao động và đặc biệt là phải giải phóng thuộc địa. Cho nên tất cả các vị đó đều đã đấu tranh bất bạo động, đều đã hợp tác với các đế quốc cũ như là Ấn Độ, là từ thế thứ nhất là ngày Gandhi ông đã ủng hộ nước Anh để mà đấu tranh rồi. Ông lúc ông là người cứu thương thế 1939-45 thì các ông bên Ấn Độ đến hơn một triệu quân là mang sang giúp để đấu lại được với quốc xã. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng làm được điều đó, là vì sau đó thì Pháp người ta mới nhảy chỗ đó, họ mới bắt đầu họ mới chấn chỉnh đường lối là cho nước Việt Nam bây giờ được quyền tự trị, tức là thành lập những cái quốc hội ở các địa phương như là Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Nam Kỳ, để có một cái gọi là một cái quốc hội riêng của nào hội nữa. Cho nên là những quốc gia đó có quyền tự trị và dân được dân bầu với những người đó, thì chúng ta sẽ có những người như là viện trưởng viện Bắc Việt như Phạm Huy Lục ở những cụ đó, và dù Đông Nam thì là cuối cùng thì là một quốc gia rồi, là một cái quốc hội riêng của đó. Thì cái điểm đó trình bày sau thì cái trào lưu tiến hóa tất yếu của lịch sử đó, sau cái ngày mà tuyên ngôn 1919 của Tổng thống Wilson, Tổng thống Quốc Viên, thì sau đó là Hiến chương Đại Tây Dương 1941 của bốn cái đế quốc Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan, và 1945 của 51 quốc gia trên thế giới đồng minh công nhận thì là phải trả độc lập cho các thuộc địa và các bộ mới bảo hộ. Thế thì trung thành với điểm đó, trung thành với bản Hiến chương Đại Tây Dương 1941, trung thành với những điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc 1945. Điều thứ nhất, chúng tôi, tất cả các đế quốc Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan, chúng tôi cùng đi trên một con thuyền và chúng tôi sẽ trả lại độc lập cho tất cả các thuộc địa và các nước bảo hộ từ 1946 đến 1949, tức là từ 1 cho đến 4 năm. Tất cả 14 quốc gia ở Á Châu, 3 quốc gia ở Phi Châu, tất cả đều được mà không đánh nhắc, không đổ một viên máu nào cả. Trước khi bản Việt Nam, ta nên có một nhìn tổng quát như vậy, thấy rõ thì là cái vấn đề Việt Nam chỉ là một cái phản ảnh của cái trào lưu tiến hóa tất yếu của lịch sử là Việt Nam bắt buộc phải độc lập sau Thế chiến thứ hai. Khởi đầu là Philippines do Hoa Kỳ nghĩa là quản trị. Hoa Kỳ là cái gì? Hoa Kỳ là một thuộc địa của Anh Quốc. Hoa Kỳ là một nguyên là một thuộc địa. Vì dân tộc Hoa Kỳ là những dân tộc tha thiết đến cái độc lập và có cảm tình với những cuộc đấu tranh giành độc lập tại Á Châu và Phi Châu. Thì cái người mà đầu tiên vận động việc này là Chủ tịch Đảng Quốc gia Philippines, là luật sư quê dân. Thì các anh chị em ghi nhận cái điều này, tôi cũng thấy rằng là tất cả những vị lãnh tụ của Đảng Quốc gia đó toàn những người tới trong luật hết, luật sư quê dân và luật sư Rosas. Thì hai vị về tại Washington từ 1930 đó là xin quốc hội, không có chính phủ đó, xin quốc hội Hoa Kỳ là ban hành những đạo luật cho chúng tôi được tự trị và độc lập. Thì quốc hội phê chuẩn ngay. 1934 chúng tôi nhìn nhận rằng Philippines là một quốc gia tự trị, một công dân minh nhóm, một công dân tự trị. Và tôi ghi hẳn trong đạo luật này là 10 năm sau, đúng ngày quốc khánh Hoa Kỳ, tức là 1934 thì 35 được tự trị, được tự trị rồi. Đúng cái ngày đó, 10 năm sau đó là đúng cái ngày 1945, tức là 4 tháng 7 là ngày quốc khánh Hoa Kỳ, thì Philippines sẽ hoàn toàn độc lập. Thế nhưng mà tháng 7 45 thì chưa độc lập được, là bởi vì lúc đó thì Nhật chưa đầu hàng. Tháng 4 tháng 7 ấy, thì đến tháng 8 thì Nhật mới đầu hàng 15 tháng 8. Cho nên chưa ra độc lập được, thì Philippines chỉ độc lập là 4 tháng 7 1945 46.
nghĩa là lúc đó là chế một năm, nhưng mà là nước đầu tiên giành được độc lập. Thì là hai vị lãnh đạo đó là đảng quốc gia của Philippines là luật sư quê dân và luật sư Rojas. Cùng thời gian đó ở bên Trung Đông, hai cái nước gọi là Syria và Liban cũng 1946 độc lập. Thế thì cái vị mà khởi công cho cái của Syria Liban đó là luật sư Rabas, là ông cũng là luật sư tại Paris. Ông thấy rằng thì là bởi vì Syria Liban thuộc cục phụ địa của Pháp, là người Pháp làm quốc gia, làm những quốc một cái nước gia có những người thần tử là rất trọng vấn đề gọi là tự do, bình đẳng, bác ái, làm quốc gia rất là tha thiết bên người các thổ địa. Và cái chủ trương Pháp là gì? Là giải phóng lao động và giải phóng thổ địa. Ông Phạm Quỳnh 1920 có đi dự lễ quy hội Việt Pháp đã thuyết trình tại Hàn Lâm Việt Pháp, cũng được nói như vậy: chúng tôi cần có một quốc hội là biết, chúng tôi cần có một cái đồ quân chủ là biết, và sẽ có Việt Pháp thì là người đứng ngoài đây, chúng tôi tự trị đấy, và chúng tôi giành lại cái cử tri quốc gia của chúng tôi. Thì người chủ tịch Hàn Lâm Việt Pháp đúng như nói thì là những quan điểm của học giả Phong Quỳnh tiên thuyết đó chính là quan điểm của Việt Hàn Lâm Việt Pháp, họ cũng muốn trả mình cái đó rồi. Cho nên thấy rõ thì là cái đảng xã hội Pháp là cái đảng chủ trương giải phóng lao động và giải phóng thổ địa. Và việc đầu tiên họ sẽ làm là 1936 là cái thời gọi là mặt trận bình dân, tức là lúc đó đảng xã hội với đảng cộng sản hợp chống chủ lại, thì đã trả tư trị cho Syria và Liban 1936. Và 10 năm sau 1946 bắt đầu đó, thì quân đội Liên Hợp Pháp là trả độc lập cho Syria và Liban, không cần đánh trác gì, không cần tuyên bố, cả hai bên cũng ký một bản hiệp ước độc lập, đăng ký Liên Hợp Quốc là chúng tôi trả cho Syria và Liban độc lập từ năm 1946. Và quân đội Pháp của chúng tôi thì đấy là rút khỏi tất cả Syria và Liban. Tại lúc đó ở Trung Đông đó, thì chưa có ảnh hưởng của Liên Xô, Stalin chưa liên quan đến cái chỗ đó, cho nên không có nguy hiểm đó, thì tất cả là quân đội Liên Xô rút hết, và Syria bắt đầu lập 1946 là ba nước rồi, Hoa Kỳ và Pháp đi đầu tiên. Thứ ba là Ấn Độ là cái vị lãnh tụ của đảng lao động của Lenin, là ông chủ trương mình kể cũng thế, phải thứ nhất là phải phát triển kinh tế, cải tiến dân sinh và giải phóng lao động và giải phóng thổ địa. Vì Anh Quốc là bị nghĩa là Đức Quốc xã, nghĩa là ném bom quân đội tấn công kiệt quệ hết không còn gì cả. Thế thì luật sư Attlee đã trả độc lập 1947 cho Ấn Độ và Đại Hội, và đã đăng ký hai quốc gia này là nước độc lập tại Liên Hợp Quốc. 1947 thì thực ra thì Việt Nam với Pháp chưa ký một cái hiệp ước nào nữa là nói rõ độc lập, nhưng mà có một cái gọi là hiệp ước sơ bộ Vịnh Hạ Long 1912-1947. Nói rõ thì là đại diện Pháp đó, chúng tôi là ký với bản này cùng với quốc sự bỏ lại là để giả lại độc lập cho Việt Nam từ 1947, và chúng tôi sẽ họp hai bên lại các ủy ban đó, để tìm ra thêm gọi là 12 bản phối ước và 21 bản định ước về tất cả những vấn đề khác. Thì lúc đó là hoàn toàn là hợp pháp hóa. Thì ngay từ cái ngày 1947 chúng tôi hai bên đã kết đăng ký là Liên Hợp Quốc, là Việt Nam là quốc gia độc lập tại Liên Hợp Quốc. Thì tôi có lưu được cái tài liệu đó, thì quả nhiên là có cái câu đó thật. Cái điều này tôi rất mừng là từ xưa này không ai biết cái đó, mà cộng sản sợ nhất cái này. Everyone United Nations Ấn Bản 1906 trang 332 như khoản thế này. Thứ nhất là cái điều này, phải có bản tuyên bố dòng thế là chúng tôi giải phóng thổ địa, Declaration on the Decolonization, colony là thổ địa mà, bỏ thổ địa đi. Có không? Có. Tôi nói chúng tôi đã thổ địa nào. Thì ba thổ địa là cái gì? Văn sự tuyên bố, pháp trình thế này. Ba thổ địa đó là Indochina, Đông Dương, gồm có Home Pricing, gồm có Cambodia, Cao Miên, Laos, Lào và Việt Nam, ba nước đó. Và điểm thứ ba là những cái ngày tháng mà đóng ngoặc đó là ngày tháng độc lập. Dates, ngày tháng in Paratheist, là Paratheist, là đóng ngoặc đó. Thì Show chỉ ra biết the year năm of Independence, năm độc lập. Thì trong ngày là tôi thấy là 1947. Thì quả đúng như là mình đã
chúng ta có cái tài liệu thật là mặc dầu là chưa ký hành một cái hiệp ước với EDC là 1949 cơ, nhưng mà hai bên đã ký hiệp ước sơ bộ với Hạ Long rồi, và thông cáo chung về Hạ Long năm 48 thì là hợp thức hóa bằng cái hiệp định EDC do Tổng thống Pháp ký với Quốc sở Bảo Đại ngày 8 tháng 3 1949. Đây là hiệp ước là độc nhất vô nhị trong lịch sử ngoại giao trên thế giới, vì không bao giờ thấy một chữ chỉ có các ngoại trưởng ký thôi. Riêng hiệp định EDC ngày 8 tháng 3 1949 do tướng Vũ Trang Nguyên ký từ tay ký, ngày cũng thuộc về Đảng Xã hội là giải phóng thuộc địa, và tôi ký đây, nhưng mà Thủ tướng Hungary chứng kiến đây, cô có mặt đó là xác nhận cho tôi ký. Ông Bộ trưởng Quốc phòng đã Ramadier ngồi đây, ông xác nhận là tôi đã ký cái đó, và Bộ trưởng Pháp Quốc hải ngoại đó là tôi gọi là ông Kosfere là phụ trách về đường biên giới đó, ông cũng chứng kiến đó, thì tôi sẽ ký cái đó trước mặt ông. Và nhân danh Cộng hòa Pháp, tôi trả độc lập cho Việt Nam, và từ nay trở đi là chúng tôi bãi bỏ chế độ thuộc địa, và chúng tôi sẽ đăng ký Việt Nam là quốc gia độc lập. Sau khi chúng tôi sẽ họp những cái hội ủy ban để mà trình cái đó, để nói thì ký cái đó là từ 1959, nhưng mà từ năm 47 tôi đã đăng ký rồi. Thế thì đến năm 47 thì ta có Ấn Độ, ta có Đại hội, thì anh nghe cũng đã giả rồi. 46 thì chúng ta có Philippines, chúng ta có Syria, có Liban, và 48 thì là Anh Quốc trả thêm cho Miến Điện, Tích Lan và Palestine. Cái điểm quan trọng là từ ngày Gandhi, ông Nehru, Urina cũng là bao người xưa họ đồng ý Pháp, đồng ý Anh Nghe, và các ngài thấy thì là rõ rệt là Anh Nghe họ muốn trả độc lập rồi, thì chúng ta sẽ yểm cho Anh Nghe là chúng ta sẽ mang quân và chiến đấu để chống lại như là Đức Quốc xã, chúng ta sẽ đấu tranh bất bạo động và chúng ta sẽ đòi bằng được thổ địa, giải tỏa thế thuộc thổ địa đi. Thì đúng 1948 thì là sau khi 47 thì trả cho Ấn Độ Đại hội rồi, 8 thì đến ông Miến Điện, thì vị lãnh tụ đó là Âu Sang, tướng Âu Sang là thân phụ của bà Âu Sang Siêu Kỳ đấy, vừa ngày lãnh đạo phong trào dân chủ tại Ấn Độ đó, cũng cha con cũng là đấu tranh vì độc lập nước cả. Thì Âu Sang là chiến đấu với là quân đội, trong quân đội của Hoàng gia Anh đi chiến đấu Hoàng châu Anh bảo vệ cái đó, và đặc biệt thì là ông hợp tác với ông Ưu Mưu là ông thủ tướng sau này đó, là chúng tôi thành lập một cái gọi là một cái liên đoàn liên minh tự do chống phát xít chống Nhật để mà yểm trợ Anh. Thì 1948 thì là Miến Điện độc lập về. Thế trên kia là Tích Lan, Sri Lan đó, Tích Lan là bên gần Ấn Độ đó, thì độc lập tuyệt vời lắm, là vì từ 1930 đã có một hiệp ước đó rồi, thì là tôi sẽ cho ông tự trị 15 năm, sau đó là tôi sẽ cho ông độc lập. Thì 1930 đó thì được đúng 1945 đó là được tự trị và 48 độc lập. Thế còn Palestine nữa cũng là trả lại cái phát quyền cái giám hộ của anh là giám hộ thôi. Thì cả ba nước là Ấn Độ, năm nước Ấn Độ Đại hội là hai, Miến Điện, Tích Lan và Palestine là độc lập thoát khỏi quyền đấy. Thế thì chúng ta có 46 là Philippines độc lập, 47, 46 nữa Syria đi bằng độc lập, 48 Ấn Độ Đại hội, 49 thì rõ rệt nhá Việt Nam cao miên Ai Lao, và cuối cùng là Nam Dương, 49 cuối cùng là Nam Dương. Thì tôi điều chỉnh thì các vị là chỉ là khi Nam Dương á là bị Nhật đánh đuổi đi đó, thì lúc đó là ông Chu Quốc Đô mới tuyên bố là Nam Dương độc lập, thì những cái độc lập đó không có giá trị. Nhưng mãi về sau này đó thì là ông mới đòi được độc lập từ năm 49 là như thế này. Là 1948 là Đảng Cộng sản Nam Dương phát động chiến tranh vũ trang, sợ rằng thì là tất cả độc lập hết mà không có cộng sản không được gì hết. Thế thì lúc này đó thì là nước bên cạnh là nước Philippines độc lập rồi, thì lúc tổng thống mới bảo là ông tổng thống Truman thì ngài cũng là hoạt động dữ lắm, họ can thiệp Liên Hợp Quốc để yêu cầu là chính phủ Hà Lan phải hòa đàm với chính phủ của Nam Dương là một ông sư. Thế thì hai bên hòa đàm do Liên Hợp Quốc đúng là giám sát, và cái ngày Giáng sinh tháng 12 năm 49 thì Nam Dương là nước sau cùng trong 14 nước đã độc lập, không đổ một giọt máu nào hết, không cần phải đấu tranh võ trang,
không cần phải chống đế quốc, không cần phải cái là ăn gan uống máu quân thù, và sau đó thì có sự giúp đỡ của đế quốc và đã giải thể chế độ thực dân và đã trao trả độc lập và đăng ký tất cả những quốc gia đó tại Liên Hợp Quốc. Thì tôi có những cái danh sách đó, có ghi rõ những quốc gia độc lập đã trình bày đó là Ấn Độ Đại Hồi, rồi thì là Miến Điện, Tích Lan với Palestine, và sau đó là Syria, Liban, trước Syria, Liban, rồi có Việt Nam, có bên Ai Lao, như tôi vừa thưa cùng đó, và cuối cùng có cả Indonesia cũng thế, mà ngày 1949 có ghi hết. Đó là cái bản gọi là Everyone United Nation. Vì sau này còn hai nước nữa là nước Mã Lai và Tân Java. Thì lúc này đó, thì Mao Trung Đông mới lập chiến khu ở Mã Lai đấu tranh. Thì anh đây là nước rất giỏi về vấn đề đấu tranh cộng sản, là họ biết về vấn đề đấu tranh, đây là vấn đề vấn đấu tranh là đấu tranh chính trị, đấu tranh về tâm lý nhiều hơn, cho nên họ đã tức là đích thân mang quân đến giải quyết, không cần phải dùng võ trang. Thì mãi đến 1900 đến là năm 1953-52 thì mới thành lập cái gọi là Malaya, gồm có Malay, Tân Java và phối hợp các thủ tộc là Malay, Ấn Độ, Miến Điện và đặc biệt đó là có người Trung Hoa nữa. Thì nhờ những sự đó thì dần dần Anh Quốc là phá tan được cái chiến khu của Mao Trạch Đông đi và trả độc lập cho Malay 1957. Thế còn cuối cùng là nước Tân Java đó là Thủ tướng Lý Quang Diệu đó. Thì ngài cũng là luật sư bên Anh Đê đó. Thế rồi bên Malay thì luật sư Abdulrahman cũng là phó trợ lý của bên Malay Anh Đê. Tất cả những gì đó là ngành tư pháp hết. Họ thấy rằng thì là nước Anh, nước Pháp đó, họ không chủ trương là duy trì thuộc địa đó bởi vì họ kiệt quệ rồi. Và họ không nghĩ rằng là trào lưu tiến hóa hiện đại không thể dưỡng nữa. Thì tất cả 14 nước đồng đẳng hết. Cho nên không ai là muốn theo Cộng sản nữa. Và Cộng sản nghĩa là ngày 11 tháng 11 năm 1945 đó là tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương. Thế bởi vì lúc đó là ông Đồng Hương là muốn mang cái Hoàng Duy Tân về làm thầy Việt Nam rồi. Thì tất cả những việc đó thì chứng tỏ là thực sự ra là chúng ta đã độc lập từ năm 1947 và không bao giờ có cái sự đăng ký. Sau tôi mới tìm những cái tài liệu có sự nói tuyên bố là Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập thế này: Việt Nam 2 September 1945 độc lập gì? Declaration of Independence, tuyên bố độc lập from France, độc lập khỏi với đế quốc Pháp, một cơ nhân này from China nữa, không còn đế quốc Anh, à đế quốc Trung Hoa nữa. 1945 thì nó cũng Trung Hoa nào có cái gì thì được nước Việt Nam đâu, bởi vì ngay từ thời là thời đó 1900 thì Trung Hoa thì là lúc Vua Sa Long về thì đâu có bị thuộc địa đâu, chỉ đúng nhà Mãn Thanh rồi, mà nhà Mãn Thanh thì là hoàn toàn là một cái bán thuộc địa rồi. Mãn Thanh thì là tất cả những cái từ bên miền Bắc đến miền Nam là toàn cái nhượng địa cho Tây Phương với tất cả, kể cả cho Nhật Bản nữa. Thì lúc đó thì là cái đó là một nước rất yếu, là nước bán thuộc địa không thể nào có thuộc địa được. Thế nên được cười với đó Hồ Chí Minh mà chưa, chúng tôi là giải thoát khỏi Trung Hoa. Và 1900 Trung Hoa đó là 1945 thì Trung Hoa đó là cầu từ cái thạch, đó có ảnh hưởng đến mình. Thì nói tóm lại đó là một sự man trá, nhưng mà không có, đây là không có một cái gọi là đăng ký tại Liên Hợp Quốc. Đây chỉ là có một cái bản, nghĩa là bản tương trình của Hồ Chí Minh, không phải là chủ tịch Hồ Chí Minh đâu, chính là của Stalin đó, Quốc tế Cộng sản đưa các báo chí ra để mà đăng vào các thế giới, thì những kia nó hủy diệt thì nó đăng như thôi, chứ còn Liên Hợp Quốc không có đăng cái chuyện Hồ Chí Minh bao giờ hết. Nói tóm lại là 1945 Đảng Cộng sản Việt Nam không độc lập. 1954 khi ký hiệp định Geneva, Đảng Cộng sản không Việt Nam không có độc lập. Lúc đó 1954 chỉ là chia đôi ở vĩ tuyến 17 đó, vì có chiến tranh ở Triều Tiên trước là chia đôi vĩ tuyến 38 Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên, thì ở miền Nam cũng thế, vĩ tuyến 17 không phải là độc lập. Thế thì rõ rệt là Hồ Chí Minh không bao giờ có câu được độc lập cả. Từ 54 và đến năm 1900 thống nhất, ông nói là năm 75 thống nhất, thì Việt Nam đã thống nhất từ năm 1949 rồi. Theo hiệp định EDC
ngày mùng 8/3/1949 có khoản dân tới xin này, vấn đề mà thống nhất của Việt Nam đó sẽ được giải quyết bằng cái nguyên tắc của là dân tự quyết, tức là quốc hội Nam sẽ biểu quyết để mà hoặc là tiếp tục là một cái nước, nghĩa là một cái nước của thuộc địa của Pháp hay là được độc lập. Thế thì theo cái biên bản phiên họp của Quốc hội Hoa Kỳ ngày hơn một tháng sau, tôi nhớ là ngày 23/4/1949, thì trong số 50 hội viên đi bầu thì phía Việt Nam mình có 45 vị người Việt và có một số mười mấy người Pháp đó, thì chúng ta có tất cả là 50 phiếu bằng đồng để mà giải tán chế độ Nam Kỳ thủ địa để mà sát nhập Nam Phần là thành phần của quốc gia Việt Nam của quốc vương mà đại đó, đầu là thống nhất. Thế thì bằng dân tộc thống nhất đó thì Việt Nam đã thống nhất từ ngày 23/4/1949 do quốc hội đăng kỳ chiếu nguyên tắc dân tộc thống nhất, nhân dân bầu cử quyết định để chúng tôi không còn là nước chủ trị nữa của Pháp nữa, và chúng tôi là một cái thành phần của quốc gia Việt Nam thống nhất từ Nam Quan đến Cà Mau, chúng tôi là một quốc gia độc lập và thống nhất. Cho nên Hồ Chí Minh không bao giờ độc lập ở suốt từ Bắc đến Trung đến Nam. Hồ Chí Minh không bao giờ có thống nhất của Bắc Trung Nam nào. Cho nên vấn đề cốt yếu là thế. Cuộc hội nghị 1990 giữa Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đạo, Hà Nội 10 cùng với mấy cán bộ chứa Hồng Giang Thời Dân cho nó, mình kêu Hồng Giang Thời Dân là chẳng đáo đệ nhất. Thế thì không phải là ký hiệp ước, nó là trình bày là chính Việt Nam yêu cầu chúng tôi để cho Việt Nam được giúp đỡ để hỗ trợ từ mọi phương diện, thì Việt Nam sẽ biến thành như một cái thứ như là quận huyện của Trung Quốc và trong vòng 30 năm. Thế thì không phải là ước, đó là lời thỉnh nguyện của những thầy Việt Nam là Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười là xin được Việt Nam thành một cái hoặc là nước tự trị hoặc là một cái quận huyện của Trung Quốc. Thì đến 30 năm là 2020, tức là 6 năm nữa, nếu mà anh em chúng mình không có một cái sự phấn khởi đấu tranh tích cực nào đó thì rất có thể là Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ thế giới. Nhưng xin các anh chị em đừng lo, tôi có đọc kỹ rồi, như tôi đã trình bày đó, là bạn muốn thay đổi một cái điều kiện nhất nhỏ như một cái quận thì như là Timor, miền đông Timor ở bên Nam Dương đó, thì tôi có ghi là họ có ghi là 1977 đó, thì lúc đó là Tây Ban Nha là trước đặt là đế quốc đó, đã công bố Liên Hợp Quốc rồi, tôi là chúng tôi đồng ý là giải thể chế độ thổ địa tại Timor Bèn rồi và Timor ngày nay thành độc lập. Thế thì nó chỉ có được gần 1 triệu người thôi, trong khi đó nó nằm trong một quốc gia lớn, nó là Nam Dương là 100 triệu. Thế nên lấy chuyện đại người đó, nó đến nó áp chế rồi lấy đòi cái Timor Bèn đó là của bên Nam Dương chứ không phải của quốc gia độc lập. Nhưng mà họ quên cái chỗ là sau khi có quốc Liên Hợp Quốc rồi đó, thì từ 1977 ra đi đó, thì tất cả vấn đề gọi là vấn đề gì là dân tộc tự quyết, và Liên Hợp Quốc đã cho mở cuộc trưng cầu dân ý bầu cử, là trong số gần 1 triệu anh em cử tri đã đi bầu, thì các bạn muốn thì là chúng tôi là một quốc gia độc lập hay chúng tôi là một cái thành phần quận huyện của anh ấy gì. Kết quả là 93% công việc là chúng tôi mới độc lập và TPMN đã được độc lập, và Nam Dương 100 triệu người thua 1 triệu người. Bạn có thấy rõ là vấn đề gì khác hẳn ngày xưa rồi, bởi vì Liên Hợp Quốc đã can thiệp vào đó. Cũng có một cái chương trình 1960 đó, khi mà Tổng thống người Hô Lợi đi trước Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố trực tự là dân tộc tự quyết đó kia đó, thì họ nói tôi là thôi thì bây giờ tôi là đại tướng là cho một kỳ hạn đi, thì chúng tôi sẽ thi hành như tất cả các nước độc lập hết cả rồi, và tự nhiên thì còn có mỗi nước Algeria không độc lập thôi, và như Maroc, như Tunisia độc lập từ 1956 rồi, thì đến Algeria đến 1960 chưa thấy gì cả. Thế thì lúc đó ông người đầu tiên là chúng tôi xin đồng ý là để giao cho Liên Hợp Quốc giải quyết vụ này.
thì Liên Hợp Quốc là khi trên 62, 2 năm sau đó tổ chức chính phủ hội nghị và 95% dân Algeria là vùng thuộc địa của Pháp đã quyết định thì là chúng tôi ngày hôm nay thoát quyền giáo hộ được cai trị của Pháp, chúng tôi trở thành quốc gia độc lập và Liên Hợp Quốc ghi nhận ngay là Algeria là quốc gia độc lập từ 1962. Cho nên từ nay trở đi đó tất cả những thứ gọi là thành đô, những cái thứ 1990, những thứ là có thể đó là một cái tiểu quốc như là Tây Tạng hay là một cái nước như là bên Quảng Tây hay là những cái thứ đó là những cái lời tuyên truyền, những cái lời hù dọa của những cái ý bụng kia, thì thực ra tất cả điều đó là vô giá trị và vô hiệu lực, bởi vì xin thưa không một chính đảng nào có quyền mang cả một quốc gia mà giao cho được ngoại bang cả. Nói ngay là hiến pháp của cộng sản cũng không có quyền đó. Điều một, hiến pháp cộng sản. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quốc gia độc lập có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tức là vẫn của chủ quyền của nhân dân Việt Nam chứ không thể biến thành một cái quyền lực của nhân dân Trung Quốc được. Cho nên ngay từ cái hiến pháp điều 1 của cộng sản đó, nước cả nước đó, quốc gia hay là cộng hòa như của đó đó, nước của nó cũng không có quyền giao huống chi một đảng. Một đảng không có quyền gì đối với quốc gia cả, một đảng chỉ có quyền giải quyết trong cái phạm vi nội bộ của đảng thôi. Cho nên đảng cộng sản không có quyền ở thành đô giao cả một nước cho Trung Quốc được. Tiberman chỉ có độ chưa đến 1 triệu người mà thắng 100 triệu người được quyền dân chủ quyết. Nếu mà bây giờ Liên Quốc mà chẳng hạn là trong giới đó thôi, ta là cái tôi gửi cho đi đi, thì ta hỏi tất cả cái là 90 triệu của Việt Nam bây giờ, các anh muốn là người Việt Nam là con cháu Hồ Vương hay là anh muốn là con cháu của cái thằng nó dậy, cái là Văn Châu Vương Cổ hay là những thằng mà đế quốc của thằng quân Việt đó, thì cái đó là tổ cười, là bởi vì không phải 99 đâu, cả 100% là 40 triệu, chúng tôi vẫn là con hồng cháu lạc, thì là với người đàn sẽ cũng đọc lập như thường. Cho nên 100 cái bản đồ thành đô cũng vô ích, thì các anh chị em yên tâm cái điểm đó là không phải là vấn đề không phải pháp lý đâu, vấn đề là có những sự kiện lịch sử đã chứng minh rồi. Cho nên từ thành đô, từ tất cả Hoàng Sa Trường Sa đó đều tất cả là của Việt Nam hết. Và trào lưu này chúng tôi nghĩ rằng trong vòng 5 năm đến 10 năm thế giới Việt Nam chúng ta sẽ là một quốc gia độc lập, sẽ là một quốc gia tân tiến, sẽ một quốc gia dân chủ pháp trị, một dân chủ tôi gọi là đệ tam cộng hòa Việt Nam dân chủ pháp trị. Tại sao tôi dùng danh từ đó? Vì thưa các bạn, Ba Lan cũng như vậy. Ba Lan là quốc gia cũng là đi nước ở với lại tinh thần dân tộc rất cao, và ngày hôm nay họ làm thế chỉ nước gì, đó là Ba Lan đệ tam cộng hòa Ba Lan dân chủ pháp trị, là nước đầu tiên giải thể cộng sản tại Âu Châu. Thì cái nước gọi là đệ tam cộng hòa Việt Nam dân chủ pháp trị sẽ là nước đầu tiên giải thể cộng sản tại Á Châu, sau Việt Nam sẽ đến Triều Tiên và cả đến Trung Hoa cũng sẽ là quốc gia không còn cộng sản nữa. Với cái niềm tin tưởng đó, tôi xin kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Lạc Việt xin thay mặt cho quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn phong trào liên kết cũng như trên diễn đàn tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, quý đài phát thanh và quý trên các website xin chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Thông. Ông đã đưa tất cả những cái sự hiểu biết cũng như cái tinh thần yêu nước thật là nồng nàn để đưa vào những cái vấn đề trình bày cho thế hệ trẻ biết thế nào là cái lịch sử đích thực của đó, rồi để từ đó các bạn trẻ có cái cơ hội tìm hiểu thêm, và từ cái sự hiểu biết đúng đắn đó mới có được những cái quyết định, những cái dấn thân thật là mạnh mẽ. Dạ thưa luật sư Nguyễn Hữu Thông, trước khi mời luật sư Messina, Lạc Việt xin có cái câu hỏi như thế này, và có lẽ là đây cũng là một cái sự quan tâm của nhiều người. Luật sư đã trình bày cho mọi người biết là chúng ta cần phải dựa vào những cái luật quốc tế, ngay cả cái vấn đề độc lập của
của Việt Nam như thế nào cũng phải dựa vào những cái luật quốc tế. Nhưng mà có một vấn đề khác nó đi song hành. Việt Cộng nó dùng sức mạnh thay vì luật quốc tế. Bây giờ chúng ta thử đặt vấn đề. Việt Cộng sau năm 1999 thì đã chia lại cái đường biên giới, nói cách khác là Trung Cộng đã lấn sang Việt Nam nhiều ngàn cây số vuông. Chia lại vịnh Bắc Bộ, Việt Nam mất cả trăm ngàn cây số vuông. Rồi tất cả những cái thứ bán nước khác, mật ước, thành đô, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ tuyên bố rằng Việt Cộng không có thẩm quyền để bán những thứ đó. Nhưng mà rồi cả nước vẫn tiếp tục im lặng. Và mọi thứ theo cái thời gian nó hóa bùn. Những thế hệ sau chẳng còn biết đường biên giới thực chất nó ở đâu. Tại Nam Quan là của Trung Cộng, nó biến thành là của Trung Cộng. Thác Bản Dốc là của Trung Cộng, nó biến thành của Trung. Những cái biển ở trong vịnh Bắc Bộ hiện nay đã giao cho Trung Cộng, nó thành của Trung Cộng. Thế hệ nào đòi lại cái đó khi nó đã hóa thành bùn rồi? Và đây là nỗi âu lo của những thế hệ sau. Như luật sư nói, nếu chúng ta không giải quyết được cái chế độ này thì có luật pháp quốc tế nào đi chăng nữa cũng trở thành vô ích. Vậy thì xin luật sư chia sẻ thêm cho các bạn trẻ như thế nào để họ biết được cái trách nhiệm thật là lớn lao trong cái giai đoạn vô cùng đen tối này của đất nước. Chúng ta cứ đợi luật pháp quốc tế thì liệu nhiều chục năm sau chúng ta có còn lấy lại được hay không? Và bây giờ cả nước im lặng thì quốc tế tuyên bố rằng những cái vấn đề đã xảy ra giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Cộng, như vậy là người dân đồng ý. Bởi vì chẳng thấy phản ứng gì, và những phản ứng lẻ loi chẳng có giá trị gì. Thì thưa luật sư, chúng ta chia sẻ làm sao với những ưu tư đó của đồng bào? Xin kính mời luật sư. Xin cảm ơn anh Lạc Việt. Câu hỏi rất là có ý nghĩa và cần phải suy nghĩ. Nhưng vấn đề đấu tranh á, thì có những vấn đề về chiến lược, cũng có những vấn đề về chiến thuật. Tất cả những lời mà chúng ta vạch trần ra là những vấn đề về quá khứ. Còn trong tương lai chúng ta sẽ làm cái gì thì chúng ta không thể tiết lộ để đối phương nó biết rõ, nên tìm cách cho phá hoại. Nhưng có một điều chúng ta phải nói ngay, nếu chúng ta mà còn hèn kém hơn cả 550.000 người ở Đông Timor đợi lên bên Nam Dương đó, thì chúng ta dù có mất nước cũng chỉ là đối tại mình. Cho nên muốn trông vào mọi việc thì mà làm hỏng việc thì trước nhất phải trách cho chính mình. Mình trách lỗi tại chính mình là cái mình không có một cái tinh thần để giữ nước, không có tinh thần để chiến đấu, không có một cái niềm tin. Và vì vậy mình đã mất nước. Nhưng mà tôi đọc những tài liệu trong nước, tôi không phải như thế. Tôi không thấy người dân bây giờ có cái sự gọi là chịu khốn ngốm và chịu nô lệ tàu. Tôi không thấy có một người nào ủng hộ tàu cả. Bởi vì thực ra tàu cũng chẳng có cái gì quan trọng lắm nữa. Những anh người như Mao Trạch Đông, anh có thể biết được thì là anh tuyên bố thế nào không? Và tôi nói bây giờ ông muốn giải phóng Đài Loan đâu làm thế nào? Mỹ nó một mạnh như vậy sao làm được? Thì hắn trả lời thế này thì anh em mới thấy do là nó coi người như rác. Chúng ta có bao nhiêu triệu người? Có 1 tỷ người. Chúng ta có 1.000 triệu. Thì tôi sẽ hy sinh một nửa, 500 triệu người, thì tôi sẽ lấy được Đài Loan. Tức là nó không coi dân tộc là cái gì hết, nó chỉ coi cái cá nhân của nó thôi. Nếu mà Việt Nam chúng ta, tôi tới ở Việt Nam bây giờ suốt từ
tất cả Bắc ở ngoài Bắc rồi 70 năm rồi. Họ biết cái gì, thế nào là cộng sản rồi. Tôi nghĩ là không người nào ủng hộ cộng sản. Trong Nam dân chúng hiền hòa hơn, ngoài Trung cũng vậy. Tôi không thể trình bày rõ về vấn đề chiến lược, bởi vì địch sẽ biết cái đó và nó sẽ khai thác, nó sẽ đối phó. Nhưng tôi chỉ biết trình bày qua đó là không có một người dân nào mà nói rằng thì là chúng tôi muốn là một cái nước của Trung Hoa cả. Thế thì nếu mà 500.000 người dân mà ở bên Timor Men đó, mà có một cái ủy ban chẳng hạn như là một số người luật gia các thứ đó, hay là cái thứ chúng tôi yêu cầu là làm gọi là quyền dân tộc tự quyết, chúng tôi xin là Liên Hợp Quốc là cái trưng cầu dân ý là chúng tôi là nước nào đó, thì dù có bị nó thật kia nó chiếm rồi cũng lấy lại được. Nhưng sự thật không phải như vậy. Cho nên về phương diện chiến lược tổng quát chỉ có thể nói một câu thôi, là muốn giành lại chủ quyền quốc gia, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, thì trước hết, trước khi mà chống đế quốc bá quyền phương Bắc, chúng ta phải giải thể chế độ cộng sản, phải bỏ chế độ này đi, vì nó làm hại chúng ta từ 1945, khi Hồ Chí Minh nói như thế là chúng tôi tuyên ngôn độc lập, chúng tôi chúng tôi giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương. Tất cả sự trí tra đi quanh đó từ 70 năm nay thì bây giờ dân chúng cũng biết rõ lắm. Thì tôi nghĩ rằng thì là không người nào còn tin là cộng sản nữa. Mà nếu thực sự ra mà dân tộc mình vì một lý do gì đó mà bị mệt mỏi quá trong 70 năm ấy, thì tôi không nghĩ rằng thì là toàn thế như vậy đâu. Không phải thế. Tôi không tin rằng thì là một cái nước mà đã thắng được Mông Cổ đến 3 lần. Mà tôi có kể chuyện đó chưa nhỉ? Là khi mà quốc vương Nhật Bản đó đã cho các anh em sang Việt Nam đó, thì nói thì là ông gặp người Việt Nam đó, ông phải cúi đầu rất sâu, là bởi vì tôi không thấy một trên thế giới một dân tộc nào anh hùng như vậy, mà làm sao mà thắng Mông Cổ được đến một lần, hai lần, ba lần, mà toàn thế giới không một quốc gia nào thắng được Mông Cổ một lần nào hết. Thì người Việt mình lúc bình thường thì non hiền hòa như vậy, mà khi hữu sự lên, khi cần phải đấu tranh, tôi nghĩ rằng họ dám hy sinh. Tôi sẽ sống cho đến khi nào 100 tuổi để tôi nhìn thấy rằng thì là Việt Nam sẽ có những anh hùng như vậy, và vì thế chúng ta sẽ giải thể cộng sản được. Còn làm như thế nào thì rõ ràng nhất là trước hết muốn đấu tranh mà chống lại đế quốc bá quyền phương Bắc, thì tôi có đề nghị cái giải pháp là Bắc cứ bá quyền thì Đông Hòa Phi Mã, cái đó là cái vấn đề ở Hoàng Sa Trường Sa thôi, là Phi Đô Tân Mã Lai, bây giờ Phi Đô Tân Mã Lai, Nam Dương, Tân Gia Ba, cho đến Ấn Độ, cho đến tất cả các nước khác, kể cả Australia, cả Nhật Bản, cả Nam Hàn, cả Hoa Kỳ, cả Anh Quốc, tất cả thế giới đều chống Trung Hoa hết. Thì vấn đề là biển cả Đông Nam Á đó, chúng ta nghĩ là chúng ta không bắt đầu, và cái lưỡi bỏ Trung Quốc sẽ bị hủy bỏ. Thế còn vấn đề là cái hiểm họa mà thành đô thì tôi nghĩ là vô giá trị, bởi vì không có một cái khế ước nào cả, thì bị anh lấy được nữa, sao mà lấy được? Tôi không tin rằng người mình là có thể như thế. Cái đó là do sự tuyên truyền của đối phương thế thôi, nó làm mình mất tinh thần. Sự thực ra là cái người nó lo nhất bây giờ đó là Tổng Trung Cộng, bởi vì trong nước bây giờ nó đại loạn, giết lẫn nhau và kinh tế cũng sẽ suy sụp, mà cái sự lưu manh hàng giả, hàng dối trá, đầu độc các thứ đó là cả thế giới bây giờ không ai muốn biết làm của nó nữa. Thì nếu mà chỉ cần trong 3 tháng mà toàn thế giới không ai mua hàng của Trung Cộng nữa, sẽ sụp đổ cái hình thức. Mà cái con rồng mới là của Trung Quốc đó biến thành một con rồng mã đốt cháy ngay. Thì tôi thấy thì là cái sự mà dân Trung Hoa đó nói là dân hèn không phải không hèn, là bởi vì họ biết là cái người nào xấu người nào tốt, và giống ngày hôm nay đó là họ sẽ tốt hơn thì là người dân rất bị bạc đái, nên rất có thể nói là bị hàng trăm triệu người chống chính phủ. Tôi thấy những cái đi xe hơi đó là những người nông dân ra ngoài những đô thị ở miền duyên hải đó không được có sổ hộ khẩu, các con không được đi học mà không có khổ lắm, thì là đi học ở đâu để mang cái bài bàn đi để mà cho con nó ngồi đi học. Thì họ thấy rõ thì là họ đối với dân thì là họ coi như cái cỏ rác, mà thì được nói là nó có thể giết 500 triệu người cơ mà. Thì cái sự độc ác đó là cái tinh thần đó là dân bắt cơ Mông Cổ đó. Chứ còn cái người mà Hán họ thật sự đó, người văn minh đó,
là những người mà ở miền Nam. Tôi có nói một câu đó là người miền Nam khác với người miền Bắc ở chỗ là khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chi cường, lấy khoan nhân nhu hòa mà giáo hóa, không chủ trương báo thù kẻ vô đạo. Đó là sức mạnh của miền Nam. Quân tử khả cư, đó là những người lương thiện cư ngụ, thì họ vẫn kỳ vọng rằng chỉ là cái giới lãnh đạo đó vẫn là cái giới mà có đạo lý. Còn cái bọn mà hung hãn Mông Cổ, bọn những Mao Trạch Đông và những thằng đàn em như thằng Hồ Chí Minh ấy, thành cái bọn đó là bọn lưu manh, thì là không, dân chúng sẽ không theo, lúc hiếu sư sẽ không ai theo cả. Nhưng mà bây giờ toàn thế giới đó là một khối rồi. Thằng Nga bây giờ có chiếm được một cái Crimea ở bên Ukraine cũng sẽ thua, là bởi vì khi trước cầu dân ý thì đa số vẫn là ủng hộ cho Ukraine, chứ không bao giờ họ ủng hộ một cái nước tự trị như thế được. Thành bây giờ còn có luật pháp, còn có Liên Hợp Quốc, còn có đồng minh, thì tôi nghĩ là không bao giờ Việt Nam có thể mất được. Và chiến lược chỉ có thể nói một câu thôi là trước khi đấu tranh để mà chống lại đế quốc Bắc quyền Phi Mã, Bắc quyền phía Bắc và liên kết với Đông Hòa Phi Lục Tân Mã Lai, thì chúng ta cần nhất là phải lật đổ chế độ Cộng sản. Bởi vì từ 1945 cho đến ngày hôm nay 70 năm trời, không có một cái lúc nào, không có một điều gì, một hành vi gì mà nó cho dân cho nước cả. Toàn những bọn là ăn cướp, những bọn là dã man, những bọn ấy. Thì tôi sợ rằng thì là sẽ có thể có sợ cái là đổ máu. Nhưng mà tôi có đọc những kinh nghiệm ở nước như là Rumani, là tất cả rất là mạnh ghê lắm. Là Rumani là cái thằng tôi cách cô, coi như nó Stalin rồi, ai cũng tưởng là thì là dân không theo. Mà không biết tại sao chỉ không có 7 ngày thôi là lập tức tất cả dân chúng đứng đầu là quân đội là bỏ chính phủ, là không những là họ lấy thành công sản mà họ giết luôn cả thằng tổng thống lẫn con vợ của nó, bởi những người đó là phản dân tộc, phản nhân loại. Thì coi chừng những cái người lãnh đạo ngày hôm nay nếu mà không ngoi gương kỹ của Rumani đó, mà sẽ có thể là bị một cái hiểm họa rất kinh khủng, là chính người dân và những người thân tín nhất của họ đã sẽ người đứng đầu là sẽ đưa họ ra tòa án quân sự và sẽ tiêu đá tử hình và sẽ bắn bỏ tại chỗ ngay lập tức. Chính công sản sợ hơn là mình sợ họ. Nếu anh em chúng ta có những người lãnh đạo như là cha Phan Văn Đại, có những người cán bộ mà trung kiên mà quyết tâm như là làm Việt, thì tôi nghĩ là chúng ta không thể thua được. Tôi nghĩ là những người đó bây giờ là đa số ở Việt Nam đồng ý đâu. Những anh em chúng tôi là có tuổi lớn rồi, nhưng mà tôi nghĩ là người mà lên mới lên đó, thanh niên bây giờ là họ chỉ muốn có dịp để họ đấu tranh để mà giải phóng quê hương. Mà họ giải phóng quê hương, họ sẽ mang lại không những cho hạnh phúc của gia đình họ mà cho toàn thể nghĩa là dân tộc, là 100 triệu con người, cái đại cường quốc. Và với cái tinh thần rất là văn minh của người Việt Nam thì chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ thắng. Nhà chúng ta đã thắng là Mông Cổ 3 lần, chúng ta đã thắng nhà Mãn Thanh, chúng ta không thua người bất cứ một dân tộc lớn nào trên thế giới cả. Cái lúc Pháp đó chỉ là một cái sự rất là sự hèn kém của mình thôi, nhưng mà sự thực ra là cuối cùng chúng ta vẫn vùng dậy rồi. Cái chiến lược trên tập chúng ta sẽ bàn tùy từng giai đoạn, nhưng mà cái thực hiện chiến lược đó là phải giải thể cộng sản, đồng thời với cái chuyện gọi là chống lại đế quốc Bắc quyền phương Bắc. Và xin cảm ơn sự chia sẻ của luật sư Nguyễn Hữu Thống. Và vì luật sư cũng trọng tuổi và cũng đã liên tục nói, phát biểu, chia sẻ trong có lẽ là hơn một tiếng đồng hồ rồi, thành thử để luật sư có thể uống một miếng nước và chúng ta hãy cùng lắng nghe một cái tuyên ngôn vào thế kỷ thứ 15, khi mà Nguyễn Trãi cùng với Lê Lợi và quân dân Đại Việt chiến đấu chống quân xâm lược nhà Minh. 10 năm gian khổ, có những lúc phải nói rằng thất điên bát đảo bởi vì quân nhà Minh tàn ác, nhưng rồi cuối cùng dân tộc Đại Việt vẫn toàn thắng. Sau khi chiến thắng,
cụ Nguyễn Trãi, coi như vị công thần đã giúp vua Lê Lợi lấy lại được đất nước, đã viết bản Bình Ngô Đại Cáo để nói lên cái chính nghĩa của dân Đại Việt chống ngoại xâm và những bọn xài lan là giặc Minh vào xâm lược chúng ta một cách tàn bạo. Và có lẽ là bao nhiêu văn kiện quan trọng, bao nhiêu nhân tài cũng đã bị nhà Minh chuyển sang Bắc Kinh trong suốt cái thời kỳ cai trị trước 10 năm đó, và đồng thời 10 năm cùng trong cái công cuộc kháng chiến, tổng cộng nhà Minh đã lưu lại và xâm lược nước ta trong khoảng 20 năm. Còn xin mời các bạn cùng lắng nghe, cũng như xin mời anh Messina, anh Nguyễn Nam Phong chờ đợi. Ngay cả Lạc Việt cũng sẽ có một cái câu hỏi nữa tiếp theo cái bản Bình Ngô Đại Cáo. Thank you.
hợp động. Mấy thở vào tình, những năng năng tổ tiên ta. Tình tình đồng, tình đồ ngang dọc. Tình tình đó, thức đồ khó khăn. Khi linh sơn luôn hết mấy tuần, lúc tôi hiền, vẫn không một lần. Ngửa đầu dậy ngọn cờ sắc sói, nắng vẫn mê bốn cõi đang hồn. Mở tiệc cúng kén mùa ngọt ngào, khắp tướng sĩ một lòng thù tù. Đêm đại nghĩa về thắng hung tàn, lấy tổ nhân mà thấy hương vào. Mũi dao ta đưa sắc, ngọn giáo giặc phải lùi. Giang sơn từ đấy mở mặt, xã tắc từ đấy vững bền. Nhật nguyệt hối mà lại minh, tiền trốn về mà lại hải. Nhìn vạn thể xây nên trăng trắng, thèm nhìn xuống vua sạch lâu. Vẫy đùng một mảnh nhung y lên sân đại đình, chẳng lặng hướng về thái vũ. Mở vinh xin cảm ơn Phong Trần đã post bản Bình Ngô Đại Cáo cụ Nguyễn Trãi đã viết ra sau cái chiến thắng quân nhà Minh, quét sạch quân nhà Minh ra khỏi bờ cõi và giành lại độc lập cho đất nước ở thế kỷ thứ 15. Vâng, và bây giờ thì tiếp theo với Messina và anh Nguyễn Nam Phong, xin mời anh Messina. Xin cảm ơn anh Lạc Việt, xin các anh chị cho mình một cái tech chat xem các anh chị có nghe mình nói không. Vâng, cảm ơn anh Lạc Việt nhé. Còn kính chào cha Lợi, chào luật sư Nguyễn Hữu Thống, chào chị Khân Thế Sự và anh Lạc Việt và tất cả các anh chị. Thì thưa luật sư Nguyễn Hữu Thống, chúng tôi rất là thích nghe những cái buổi hội luận của luật sư Nguyễn Hữu Thống. Luật sư có rất là nhiều kiến thức mà về nhiều lĩnh vực, nhưng mà nó không có thiếu luôn cả những cái kiến thức về luật pháp mà cái giới trẻ của Việt Nam ngày hôm nay họ rất là cần. Thành ra chính vì vậy mà tôi có đi nghe những buổi hội luận của luật sư đó, thì tôi rất là thích. Nhưng mà có một điều đặt ra, luật sư có thấy rằng là luật sư nói nhanh quá đó. Thành ra nhiều khi nghe vô rất là có nhiều cái dữ kiện mà cần phải nói chậm rãi, cần phải nói cho nó có một cái cấu trúc mà nó có ở một cái vận tốc để cho cái người nghe đó
họ theo được thì cái đó rất là quý. Thành ra cái này là mình chỉ là một cái lời khuyên, xin luật sư suy nghĩ, và kỳ tới đó nếu mà có thể làm được đó thì để giúp cho chị Khấn Thế Sự chị viết lại, và đồng thời cho người nghe đó họ hiểu được, và cái giới trẻ ở Việt Nam họ sẽ nhìn ra được những cái sự thật đối nghịch với lại tất cả những cái gì của Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang làm, đang nói, đang đã và đang, và nó sẽ làm và nói lừa lọc cái đất nước và dân tộc như thế nào. Bây giờ đó là một cái ý kiến thôi. Sự thật thì không có mất lòng đâu, nhưng mà cái điều đó là một điều đáng quý, là bởi vì cái giá trị của những cái kiến thức của luật sư Nguyễn Hữu Thống rất là tốt. Ban nãy luật sư Nguyễn Hữu Thống có nói đến cái vấn đề mà gọi là bây giờ phải lật đổ cái Đảng Cộng sản đó. Thì thưa luật sư, ở bên Việt Nam đó, người dân Việt Nam đó, cái số người mà họ nhìn ra được cái sự xảo trá của Đảng Cộng sản cũng nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ đó mà so với dân tộc Việt Nam đó, cho đến ngày hôm nay là khoảng 90 triệu người thì lại rất là ít. Do đó mà chúng ta nói đến cái vấn đề mà thay đổi cái thể chế ở Việt Nam đó, nó là một cái điều vô cùng khó làm nếu mà chúng ta không để ý đến cái khía cạnh đó. Bởi vì đó, để mà lật đổ một cái chế độ như vậy mà nó khắc nghiệt như vậy đối với lại đất nước, mà lũ bán nước buôn dân như vậy đó, chúng ta cần phải đưa cái kiến thức về cho tất cả mọi người dân để nâng cao cái sự hiểu biết của họ lên, và từ đó đó họ sẽ phải thay đổi, họ sẽ thay đổi được những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng mà ở Việt Nam cần phải có. Thì trong cái trường hợp đó đó, không biết là luật sư Nguyễn Hữu Thống có thích thú làm một cái chương trình nào để mà chuyển những cái kiến thức đó về cho người dân qua hệ thống internet hay không, hay những cái hệ thống hay là cái gì đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà làm được cái điều đó thì tất cả cái vốn kiến thức giàu có của luật sư và cái sự hiểu biết về cái lĩnh vực luật pháp đó cộng vào đó sẽ giúp cho người dân Việt Nam đó họ thay đổi được cái chế độ đó. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai nữa là dựa trên cái gì luật sư nói đó thì mình hiểu rằng là đối với lại Liên Hợp Quốc á, là những cái quốc gia nào mà có ghi danh với lại Liên Hợp Quốc về cái ngày độc lập của mình thì sẽ được công nhận như là cái ngày cái quốc gia đó được độc lập đó. Thì theo như mình hiểu đó thì là ngày 24 tháng 10 năm 1945, năm 45, 24 tháng 10 năm 1945 là cái ngày mà Liên Hợp Quốc thành lập. Trong khi đó, đó chính phủ Bảo Đại qua Thủ tướng Trần Trọng Kim đó tuyên bố độc lập ngày 11 tháng 3 năm 1945, phải không? Như vậy tức là cái ngày tuyên bố độc lập của Việt Nam đó trước cái ngày mà Liên Hợp Quốc thành lập, cũng giống như là cái ngày độc lập của Mỹ trong cái bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ là cái ngày mùng 4 tháng 7 năm 1776. Vậy thử hỏi rằng những cái quốc gia không đăng ký, không có ghi danh với lại Liên Hợp Quốc thì họ không có độc lập hay sao? Đó là cái câu hỏi về vấn đề độc lập. Vấn đề thứ hai nữa là Canada đó thành lập đất nước là từ thành lập năm 1867, nhưng mà đó là thuộc địa của Anh từ cái ngày đó, bởi vì cái hiến pháp của Canada đó còn được giữ ở bên bên England đó cho đến năm 1982 đó, cố thủ tướng Pierre Elliott Trudeau đó ông mới là một cái câu hỏi là một cái lên Supreme Court of Canada đó, tòa thượng tối cao pháp viện của Canada để mà xin lấy ý kiến về cái vấn đề xin patriot cái hiến pháp về đây. Thì đến năm 1982 đó, nữ 1982 là cách đây mấy chục năm thôi, thì nữ Hoàng Anh mới sang bên này ký cái Canada Act mà tuyên bố từ nay England sẽ không có đá động đến cái vấn đề mà hiến pháp của Canada nữa. Từ cái ngày đó Canada mang cái hiến pháp đó về, và đất nước Canada có cái
cái khả năng để mà thay đổi hiến pháp kể từ ngày đó. Vậy thì Canada như nãy luật sư nói là độc lập năm 1919 đó, thì là vì lý do gì mà lại luật sư Nguyễn Hữu Thống lại nói rằng là Canada độc lập năm 1919? Và nếu có độc lập năm 1919 thì ngay năm 1911 là chính phủ của Canada đã hợp tác vào, gọi là cái gì, đã tham dự vào cái cuộc chiến đệ nhất thế chiến. Thành ra đó, và nó có nhiều những cái dữ kiện khác nó xảy ra. Và vậy cho nên đó, mình nhìn thấy chung quanh hết tất cả những cái dữ kiện mà luật sư đưa ra đó về những cái độc lập của những cái quốc gia khác, thì mình tự hỏi rằng là nó liên hệ gì đến cái ngày độc lập của Việt Nam. Xin cảm ơn anh Lạc Việt, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Thống. Tôi xin gửi trả cái mic lại cho anh Lạc Việt. Vâng, xin kính mời luật sư Nguyễn Hữu Thống ạ. Mời anh Phong Trần. Alo, xin mời chú ạ. Vâng, trong khi chờ đợi anh Phong Trần bắt lại cái đường dây với luật sư Nguyễn Đức Thống. Trong khi chờ đợi luật sư Nguyễn Đức Thống trở lại, Lạc Việt xin được chia sẻ thêm về một cái cuốn sách mà tác giả là ông Trần Đỉnh. Cái tác phẩm có tên là Đèn Cù. Được, trong khi chờ đợi nhé, Lạc Việt xin được chia sẻ cái phần này, cũng như để giới thiệu cái tác phẩm Đèn Cù của ông Trần Đỉnh đến với tất cả chúng ta. Khi mà ông Trần Đỉnh viết cái Đèn Cù đó, thì chúng ta cũng mường tượng ra trong cái thời điểm Trung Thu. Đa số chúng ta đều biết là trẻ em và ngay cả người lớn, nhất là những cái thời điểm trước năm 75, thì cái đèn kéo quân ở ngoài Bắc đó, ở trong Nam thì hình như ít hơn, còn gọi là cái đèn cù. Mà Lạc Việt thì cũng biết sơ sơ cái bài hát này, để Lạc Việt hát cái bài này một đoạn để chúng ta có thể hình dung được tác phẩm của ông Trần Đỉnh nó như thế nào và ông Trần Đỉnh là ai. Khen ai khéo kết nối cái đèn cù, vòi dây ôi ngựa dây ôi, tít mù nó chạy vòng quanh ngôi. Bao giờ em bên cái duyên anh, vòi dây ôi ngựa dây ôi, vòng quanh ngôi tít mù mà khen ai khéo kết nối cái đèn cù. Đèn cù là đèn cù, đèn ơi, ơi, đèn ơi. Vâng, đây là nội dung của cái bài hát rất phổ thông trong cái dịp Tết Trung Thu. Đèn cù là cái đèn kéo quân mà chúng ta biết là nó có những cái con người giấy ở trong đó nó chạy, và cái ánh sáng mà cái động lực nào làm cho những cái hình người giấy đó nó chạy là tại vì ở trong đó nó có cái ngọn đèn cầy hay là một cái ngọn đèn. Ngọn đèn thì nó có khuynh hướng là khi mà không khí bị đốt nóng thì nó đi lên, nó bốc lên. Nó bốc lên thì ở bên trên cái đèn cù nó có cái chong chóng.
thì khi hơi bốc lên thì cái trong trống nó quay, nó quay làm cho những cái con ngựa giấy, voi giấy, người giấy, những cái binh đao vân vân ở vân vân, nó chạy, nó chạy vòng quanh. Cũng giống như ở trong này nói, voi giấy ối a, ngựa giấy tít mù, nó chạy vòng quanh. Ối a tít mù, nó chạy vòng quanh. Và đó chính là, chính là cái hình tượng của cái tác phẩm Đèn Cù mà ông Trần Đỉnh đã viết và mới xuất bản. Và ông Trần Đỉnh là ai? Ông Trần Đỉnh là một người rất là gắn bó với Hồ Chí Minh, là người viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Đã là một người viết tiểu sử Hồ Chí Minh thì chúng ta phải thấy là cái vai trò của ông Trần Đỉnh này rất là quan trọng. Sự hiểu biết của ông ta cũng phải là rất là lớn lao. Và cái vấn đề mà ông ta gắn bó với Đảng Cộng sản trong suốt mấy chục năm thì quả thực cũng là một cái sự gắn bó rất rõ rệt. Nhưng mà hôm nay ông ta viết nên cái tác phẩm Đèn Cù mà trên 600 trang. Trên 600 trang tác phẩm Đèn Cù. Ông ta coi tất cả những nhân vật ở trong cái hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam từ 70 năm nay đều là những con voi giấy, đều là những cái con ngựa giấy chạy vòng quanh ối a tít mù nó chạy vòng quanh. Hồ Chí Minh là một trong những con ngựa giấy đó, chạy vòng quanh đi tìm độc lập, tìm độc lập trong sự giả dối, giả hiệu, lừa bịp, để rồi bây giờ khi mà tắt cái Đèn Cù đi, người ta thấy rõ ràng chúng ta đã mất nước. Khi mà Trường Chinh trong cái thời kỳ đã là một nhân vật ghê gớm khủng khiếp quyền lực, bây giờ tắt cái Đèn Cù đi, người ta thấy cái câu mà Lê Duẩn để lại là gì? Chúng ta đánh, chúng ta chống Mỹ cứu, chúng ta chống Mỹ, chúng ta đánh Mỹ, chúng ta đánh Ngụy là để đánh cho Liên Xô, là để đánh cho Trung Quốc. Thật là một thứ con voi giấy, ngựa giấy. Nào là độc lập dân tộc, nào là tự do hạnh phúc, để rồi cuối cùng từ Hồ Chí Minh cho đến Lê Duẩn, cho đến Trường Chinh và cho đến tất cả những thằng ở trong bộ chính trị bây giờ đều là những con voi giấy, là những con ngựa giấy nằm trong tác phẩm Đèn Cù của ông Trần Đỉnh. Cũng thật là may mắn có Trần Đỉnh là người đã sống suốt cuộc đời với chế độ, tham gia với chế độ, để rồi cuối cùng viết những tác phẩm Đèn Cù để cho thế hệ trẻ biết rằng cái Đảng Cộng sản này tất cả chỉ là những con voi giấy, ngựa giấy. Nhưng những con voi giấy, ngựa giấy này nó lại có khả năng, cái vấn đề là nó có khả năng lừa bịp cả một đất nước và cả trong suốt một chiều dài lịch sử khá dài như vậy. Và cho đến nỗi bây giờ ai cũng biết nó là cái thằng bán nước, nó là thằng khốn nạn, nó là thằng tàn ác, nó là thằng đã làm cho đất nước này vô cùng là suy vong trên bờ vực thẳm. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng nó vẫn còn, cho tới giờ phút này nó vẫn còn yên vị, vẫn còn nguyền rủa chúng ta, nhưng mà lại cô tiếp tục, vẫn tiếp tục giơ tay đón lấy 10 tỷ đô la của chúng ta gửi về. Những cái con Đèn Cù, những cái thằng đèn trong cái Đèn Cù này hay quá, nó hay quá. Lát cái luật sư Thống trở lại Lạc Việt phải đưa cái vấn nạn này để cho luật sư Nguyễn Thống chia sẻ. Bao giờ chúng ta mới thoát được cái Đèn Cù này?
bao giờ chúng ta mới dập tắt được những cái thằng đang là chạy vòng quanh ở trong cái đền cù này. Biết đó là con voi giấy ngựa giấy, nhưng mà tại sao voi giấy ngựa giấy nó cứ tiếp tục ngự trị trên 90 triệu người không phải là voi giấy ngựa giấy? À, đây nó mới là cái vấn đề. Có lẽ là để Lạc Việt phone nha. Được rồi, để Lạc Việt phone. Xin quý vị chờ đợi trong giây lát. Trước khi gọi phone, chờ đợi anh Phong Trần tiếp tục gọi phone, nếu không được thì sau đó Lạc Việt gọi. Thì trong đó, trong cái tác phẩm Đèn Cù ấy, ông ấy có kể một cái câu chuyện này. Chúng ta bà biết bà Nguyễn Thị Năm trong vụ cải cách ruộng đất. Bà Nguyễn Thị Năm là người đã bị Đảng Cộng sản giết do Hồ Chí Minh ra lệnh. Mà bà là Nguyễn Thị Năm là ai? Thưa bà Nguyễn Thị Năm là một người có công với cách mạng, đã nuôi bộ đội của ông Hồ trong nhiều tháng, nhiều năm. Trong tuần lễ quyên góp vàng do Hồ Chí Minh phát động, bà Nguyễn Thị Năm đã quyên góp chính tài sản của bà ta rất nhiều vàng và giao cho Hồ Chí Minh. Thế mà rồi, trong cuộc cải cách ruộng đất, bà Nguyễn Thị Năm phải là người đầu tiên bị đấu tố cho đến chết. Quả thật Đảng Cộng sản mà bắt đầu từ Hồ Chí Minh, chúng ta đã mất hết mọi sự. Và khởi từ Hồ Chí Minh mà bây giờ nhân ngày mùng 2 tháng 9 chúng nó còn nói rằng học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, học tập theo văn hóa của Hồ Chí Minh. Văn hóa của Hồ Chí Minh là gì? Văn hóa của Hồ Chí Minh là giết kẻ làm ơn mình, giết kẻ mình mang ơn. Văn hóa của Hồ Chí Minh là bao nhiêu em khăn quàng đỏ từ miền Nam ra bị Bác hãm hiếp và cho giết đi để phi tang. Bà Nông Thị Ngát, bà Nông Thị Xuân bị giết đi bởi vì dám nói em muốn được công khai với Bác. Thật là một đại họa. Văn hóa của Hồ Chí Minh là văn hóa bán nước, văn hóa lừa bịp. Thế mà bây giờ cho đến ngày hôm nay mùng 2 tháng 9 vẫn nói học theo gương Bác Hồ vĩ đại, thì quả thực là cái đảng này không biết còn gì để mà nói. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta chửi đảng nhiều quá rồi, chửi ông Hồ Chí Minh nhiều quá rồi. Có lẽ ông ấy nghe cũng đủ rồi, ông cũng biết rồi. Nhưng mà không bao giờ có cái sự thay đổi gì. Đó, như mà luật sư Nguyễn Hữu Thống nói đó. Nếu năm 2020 này mà dân Việt Nam không có được những cái sự gì thay đổi, không đạp đổ được chúng nó, thì có lẽ năm 2020 là cái năm mà được ghi nhận ở trong cái mật ước Thành Đô đó, hội nghị Thành Đô đó, hội nghị bán nước Thành Đô đó, nó sẽ trở thành sự thật. Rồi chúng ta sẽ trở thành Tây Tạng II. Rồi tự thiêu và tự thiêu cũng không đi đến đâu, cũng không giải quyết gì được, bởi vì thế giới này đang lo chuyện khác. Rồi bao nhiêu những cái vấn đề nổi lên là chúng nó dập ngay từ trong trứng nước như hiện nay. Vâng, đấy là những cái suy tư mà có lẽ là mỗi một người trong chúng ta cần phải phải để trong lòng để chúng ta có thể suy nghĩ và đóng góp cho cái công cuộc đấu tranh này. Quả thật nó quá dai dẳng. Nó
mình khó thấy được cái sự thăng tiến của công cuộc đấu tranh. Mà khi càng tìm hiểu ra theo với thời gian thì chúng ta lại thấy nó càng nhiêu khê. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Như là sư Nguyễn Hữu Thống và rất là nhiều vị diễn giả khác đều nói rằng chúng ta tin tưởng vào vận mệnh đất nước, chúng ta tin tưởng vào những con người còn có một cái tinh thần Việt Nam chân thực. Và cái sự hy sinh ở trong quốc nội hiện nay chúng ta cũng thấy đang là triển khai rất mạnh mẽ. Điều đó cũng là cái điều làm cho chúng ta, những người ở hải ngoại này đấu tranh kiên cường gần 40 năm nay, cũng có được một chút gì, một cái niềm tin để chúng ta tiếp tục công cuộc đấu tranh của chúng ta. Vâng, bây giờ thì xin có lẽ là luật sư Nguyễn Hữu Thống cũng đã mệt rồi, thành thử là không biết là có trở lại với chương trình của chúng ta trong phần đúc kết hay không. Nhưng bây giờ thì xin mời anh Nguyễn Nam Phong ạ. Anh Nguyễn Nam Phong chắc là còn đang giơ tay, còn muốn chia sẻ điều gì ạ? Vâng, xin mời anh Nguyễn Nam Phong nhé. Vâng, cảm ơn anh Lạc Việt. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Tết Trung Thu. Mặc dù Phong chưa bao giờ mà tham dự một cái Tết Trung Thu ở Việt Nam, nhưng mà Phong có nghe nói rằng là Tết Trung Thu ở Việt Nam rất là vui. Tết Trung Thu có cái bài hát như thế này: Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, đèn ông sao với đèn con cá. Thưa quý vị, Phong thì Phong thích cái đèn mà có đèn máy bay đó. Dạ. Bài hát phải múa rồi. Trời ơi. Đèn ông sao với đèn cá chép. Thưa quý vị, Phong thì thích cái đèn máy bay, nhưng mà Phong biết rằng là ở trong diễn đàn này có một số quý vị, chẳng hạn như là chị Khăn Thế Sử, thì rất là thích đèn con cá. Thưa quý vị, ở Việt Nam, quý vị nào đã đi rước đèn Trung Thu về cho Phong? Dạ. Quý vị nào ở Việt Nam đã đi rước đèn Trung Thu về cho Phong số 1 đúng không ạ? Tám Bối Không Trần rước đèn à? Anh Tám Bối Không Trần, anh rước đèn con gì vậy? Con gì? Dạ. Vậy đúng sao hả? Em thì thích cái đèn máy bay. Đèn máy bay đó, máy bay có cái vẻ hùng dũng, đèn ông sao có yếu xìu à. Thảo nào là cái, tôi nói là cái ông 8406 Phong Trần là yếu xìu là đúng rồi. Mình con trai mạnh mẽ, mình phải đèn giống như là xe tăng máy bay gì đó nó mới vô. Dạ. Ok. Thưa quý vị, nói đến ngày độc lập của Việt Nam thì Phong không biết rằng là Phong muốn hỏi luật sư Nguyễn Hữu Thống là như thế này. Là Phong mới đây đó thì Phong lại nghe nói rằng là độc lập, cái ngày độc lập ở Việt Nam nó từ lâu lắm rồi. Và nó có từ ngay từ cái thời của Lý Thường Kiệt, có cái câu rằng là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Phong xin lỗi quý vị, Phong không nhớ hết, nhưng mà Phong nhớ rằng là rất nhiều người cho rằng là đó là tuyên bố độc lập của Việt Nam rồi, cả ngàn năm trước khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra rồi. Dạ. Và có một cái đề tài này Phong muốn đưa ra với lại quý vị, anh Lạc Việt ơi, là như thế này. Mới đây ông cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam, đương kim Ủy viên Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam, tên là Nguyễn Thiện Nhân, một người đã du học ở tại Hoa Kỳ, về Việt Nam phát biểu như thế này: là trước năm 1945 thì Việt Nam không có tên trên bản đồ thế giới. Thưa quý vị, Phong, cái ông này
phải nói rằng là ông này ông là một người học cũng khá khá, tại vì du học ở bên Mỹ mà. Rồi bây giờ làm về, bây giờ về Việt Nam làm bộ trưởng Bộ Giáo dục xong rồi, hết làm bộ trưởng Bộ Giáo dục, bây giờ làm hình như là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rồi được bầu vào là ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ. Thưa quý vị, Phong Phong có nói chuyện riêng với lại cha Phan Văn Lợi. Phong hỏi là cha ơi, cha nghĩ gì về cái lời tuyên bố này thiện nhân? Quý vị biết cha Phan Văn Lợi trả lời sao ạ? Dạ, thưa quý vị, biết cha Phan Văn Lợi trả lời sao ạ? Thưa quý vị, cha nói rằng là nguyên văn của cha nói nha, cái thằng chó đó mà nó biết cái gì. Lần đầu tiên Phong nghe cha chửi người ghê như vậy. Cha chửi Nguyễn Thiện Nhân là cha nói cái thằng chó đó mà nó biết cái gì. Còn quý vị thì quý vị nghĩ sao? Trước năm 1945 ở Việt Nam có trên bản đồ thế giới hay không? Xin được mời quý vị cho biết ý kiến như thế nào. Không biết rằng là vậy thì Quang Trung cái thời mà bố Quang Trung đó thì đất nước Việt Nam của chúng ta có trên bản đồ thế giới hay không? Dạ thưa quý vị. Rồi Phong xin được cảm ơn quý vị. Phong xin được mời quý vị cùng đóng góp Phong về cái đề tài này. Phong xin được mời anh Lạc Việt nha. Mời anh Lạc Việt ạ. Cảm ơn Nguyễn Nam Phong. Và trước khi chia sẻ với cái câu hỏi của Nguyễn Nam Phong thì Lạc Việt muốn chia sẻ một vài điểm khác về Trung Thu với một vài người bạn ở trên phần chatter này có đặt cái vấn đề là Trung Thu có phải của người Tàu hay không. Thực sự ra thì ngay phần mở đầu Lạc Việt cũng đã nói rồi, nhưng mà có lẽ là vị này lúc đó tới muộn, thỉnh thử không có biết được cái điều mà Lạc Việt chia sẻ. Chúng ta biết đó, trước hết là chúng ta nên cần biết cách đây khoảng 5.000 năm cho đến 10.000 năm thì dân tộc Bách Việt đã hiện diện trong vùng gọi là Trung Nguyên. Trung Nguyên là một cái vùng đất màu mỡ thuộc về các đồng bằng giữa lưu vực của hai con sông Hoàng Hà ở phía bắc của Trung Cộng hiện nay và con sông Dương Tử ở phía nam của Trung Cộng hiện nay. Đó là địa bàn hoạt động của dân tộc Bách Việt. Và những người Hán lúc đó là còn ở trên những cái vùng Tây Bắc, phía Bắc. Họ sống trên lưng ngựa, họ sống trên các đồng cỏ, họ sống bằng du mục. Họ có sức mạnh về quân sự bởi vì họ sống trên lưng ngựa, họ giỏi chiến đấu. Khi mà họ phát triển mạnh thì họ đã đẩy lùi dân tộc Bách Việt đi về ba hướng. Hướng thứ nhất đi về phía Bắc, hướng thứ nhì đi thẳng ra biển, và hướng thứ ba đi xuôi nam. Đi xuôi nam thì có hai cái tộc của Bách Việt mạnh nhất kết hợp với nhau, đó là Âu Việt và Lạc Việt. Đó là hai tộc của Bách Việt hình thành ra nước Âu Lạc, và nước Âu Lạc về sau này đổi thành ra Đại Việt, Đại Việt đổi thành ra Nam Việt, Nam Việt đổi thành ra Việt Nam hiện nay. Như vậy cha ông của chúng ta là làm chủ vùng Trung Nguyên, mà hiện nay tới gần một nửa dân số của Trung Nguyên là người của Bách Việt còn lưu lại mà chưa có ra. Nếu mà các bạn đi tới Quảng Đông, Quảng Tây hiện nay thì vẫn còn thấy nhiều làng Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam vẫn còn mặc áo dài, và nhiều làng vẫn còn nói tiếng Việt, và rất nhiều nơi còn thờ tướng
Lý Thường Kiệt và thờ Hai Bà Trưng. Tại vì Hai Bà Trưng lúc đó là đánh chiếm 65 thành trì, là nhiều nơi nó nằm trên Quảng Đông và Quảng Tây. Đến nỗi đến đời nhà Tống, khi mà vua Quang Trung rất là mạnh mẽ, nhà Tống phải khiếp sợ, thì bèn có cái chiến dịch là làm hòa với nhau, là đề nghị gả con gái cho vua Quang Trung, và của Hồi Môn là tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây trả lại cho nước Âu Lạc, trả lại cho đất nước Việt Nam hiện nay. Nhưng mà rất tiếc lịch sử lại không có theo chiều hướng đó. Vua Quang Trung chết sớm và nhà Tống xù luôn chuyện đó. Xin lỗi nhà Thanh, vâng, xù luôn chuyện đó. Do đó mà chúng ta thấy rằng lễ hội Trung Thu là lễ hội của những người thuộc về văn minh lúa nước. Văn minh lúa nước kéo dài cả hàng nhiều ngàn năm, mà vì họ định cư trên những vùng đồng bằng, họ hình thành ra làng xã, họ hình thành ra những cái nền văn hóa của những người định cư, và họ hình thành ra cái ngày Tết là cái ngày lễ cầu mùa, là cái ngày đầu mùa xuân, là cái ngày khởi đầu để mà trồng trọt gieo cấy. Và tới cái mùa thu thì họ thu hoạch tất cả những ngũ cốc đó, và sau khi thu hoạch thì họ có thời gian để nghỉ ngơi. Thì cái mùa thu này là mùa tốt nhất để họ tạo ra những cái lễ hội để mà tạ ơn trời đất, tạ ơn cha mẹ, tạ ơn tổ tiên, và đặc biệt người Âu Lạc lại dành cái ngày này cho các bé thiếu nhi. Do đó cái tục mà rước đèn tháng 8 nó bắt nguồn từ đó. Rồi câu chuyện chú Cuội Hằng Nga nó cũng xuất hiện từ đó. Rồi có lẽ là người Hán họ ăn cắp cái idea này, họ mới nói về cái chuyện ông Đường Minh Hoàng lên thăm Nguyệt Điện, rồi điệu tế thường, vân vân và vân vân. Rất nhiều thứ họ học được của người phương Nam, tức là của người Bách Việt, nhưng sau đó thì họ gọi đó là nền văn hóa của Tàu. Họ nói kinh dịch của Tàu, kinh dịch nào của Tàu? Họ nói vua Nghiêu, vua Thuấn là vua Tàu, vua nào của Tàu? Họ nói Trung Thu là của Tàu, Trung Thu nào của Tàu? Vâng, nhưng mà hiện nay thì có một số các cái tư tưởng cho rằng Trung Thu là của Tàu, bởi vì chúng ta chỉ biết những cái thời điểm cận đại này, mà nhất là cái thời buổi 70 năm này thì Việt Cộng có bao giờ chấp nhận cái gì của người Việt Nam đâu. Cái gì cũng là Tàu, Tàu, Tàu là ông nội nó mà. Thành thử cái gì cũng là Tàu. Thành thử ra phải nói là cái Trung Thu Tết Thiếu Nhi Việt Nam là một trong những cái hình thức mà dân tộc Bách Việt đã lưu truyền lại cho con cháu, và người Việt ở hải ngoại này cũng tiếp tục gìn giữ cái truyền thống đó. Lát đó chúng ta sẽ nghe một cái bài về Tết Trung Thu, mà có lẽ là mỗi người trong chúng ta này không ai mà trong cái cuộc đời của chúng ta lại đã từng không nghe, mà cũng đã có những cái kỷ niệm về Trung Thu. Và rồi một cái điều nữa là hiện nay thì do cái tinh thần chống Tàu của người Việt rất là lớn, thành thử ra Trung Thu là của Tàu, dẹp. Bánh Trung Thu của Tàu, dẹp. Cái tinh thần này rất là tốt trong cái lúc chúng ta đang chống Tàu hiện nay. Nhưng mà chúng ta nên chống Tàu một cách có ý thức. Chúng ta đừng dồn cho Tàu những cái của chúng ta. Cũng như thể là cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh hiện nay đó, nó nói là hàng không mẫu hạm của Tàu. Hàng không mẫu hạm của Tàu, nó nói riết rồi mọi người ở trong nước cũng biết rằng cái này là của Tàu. Cái hàng không mẫu hạm này của Tàu, nhưng có phải của Tàu đâu. Tàu mua đồ Lạc Son của Ukraine mang về tu sửa lại và tuyên bố hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Tàu. Đó, chúng ta thấy tương tự như vậy thôi. Tết Trung Thu cũng vậy thôi.
cái tinh thần chống tàu là tốt, nhưng cái gì của ta thì đừng có đẩy cho tàu, cái gì tốt đẹp của ta thì đừng có đẩy cho tàu, cái gì khốn nạn của ta đẩy cho tàu thì Lạc Việt đồng ý. Nhưng mà đây là nói chơi vậy thôi. Nhưng thực ra ở bây giờ đó thì chúng ta tẩy chay bánh trung thu là những cái bọn gian thương làm tầm bậy, bọn gian thương dùng những chất độc hại để mà làm bánh trung thu thì chúng ta tẩy chay là đúng. Chúng ta hiện nay tẩy chay đồ của tàu là đúng, là bởi vì chúng ta đang là chống tàu. Chúng ta muốn cho tàu nó kiệt quệ, tàu nó kiệt quệ thì bọn kiệt quệ, bọn Việt Cộng kiệt quệ thì chúng ta mới có cơ hội để xây dựng đất nước. Cái vòng luẩn quẩn nó thế mà thôi. Thành thử là quý vị tẩy chay bánh trung thu của tàu rất đúng, quý vị không ăn bánh trung thu của tàu rất đúng, nhưng đừng cứ tẩy chay cái nền văn hóa mà của Bách Việt, bảo rằng đây là cái sinh hoạt văn hóa của tàu. Thưa không phải đâu, đó là nền văn hóa của Bách Việt. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy thử nghe một cái bài mà có lẽ là mọi người trong chúng ta đã từng nghe. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Mỗi người trong chúng ta, trong dòng máu của chúng ta chắc chắn là có một chút kỷ niệm Trung Thu trong những ngày trước năm 75. Và bây giờ thì xin chia sẻ với cái câu hỏi của anh Nguyễn Nam Phong, và có thể là chúng ta cũng sẽ đúc kết cái chương trình hội luận hôm nay. Là trước năm 54, Việt Nam không có tên trên bản đồ thế giới. Và trả lời thì trả lời cái ông mà nói cái câu này là ông Nguyễn Thị Nhân. Trả lời cũng rất hay. Cái thằng chó đó thì biết gì mà nói. Nhưng mà nếu trả lời vậy thì thôi cũng hết chuyện. Lạc Việt xin chia sẻ thêm như thế này. Đã là dân tộc Bách Việt, người ta còn biết cách đây 5.000 năm chúng ta đã như thế nào cơ mà. Dân tộc Bách Việt họ là chủ nhân của những cái dòng lúa nước. Rồi dân tộc Bách Việt
tạo ra cả một cái nền văn minh trống đồng còn lưu lại ở trên vùng Trung Nguyên. Nền văn minh trống đồng thời Hai Bà Trưng đó, mà thời Hai Bà Trưng là cách đây 2000 năm rồi. Vậy thì trống đồng phải xuất hiện từ rất lâu, từ thời các vua Hùng dùng trống đồng trong các lễ hội văn hóa, dùng trống đồng trong việc thúc quân. Rõ ràng dân tộc Bách Việt có một nền văn minh rực rỡ, và để từ đó nền văn minh của Bách Việt lan tràn trên các vùng Đông Nam Á và có thể đi xa hơn nữa. Thế thì trước hết về cái vấn đề dân tộc Bách Việt, người ta đã biết dân tộc Bách Việt ở đâu rồi. Thế giới của 2000 năm trước, thế giới của 5000 năm trước làm gì có bản đồ. Làm gì có bản đồ vẽ chi tiết như bây giờ. Làm gì mà có những cái nền văn minh hiện đại như là những cái dụng cụ mà để trong xe hơi để mà đi đường bây giờ. Đi tới đâu biết tới đó đâu. GPS. Thì thực ra chúng ta cần phải có một cái khái niệm thế nào là không có mặt trên bản đồ thế giới. Chúng ta có mặt trên thế giới, và rất là nhiều dân tộc trên thế giới biết dân tộc chúng ta. Và ngay cả trước năm 54, cách đây tới 300 năm, những người Bồ Đào Nha, những người Tây Ban Nha, những người Hoa Lan, những người Pháp, những người Anh đã từng đến Hội An để mua bán với đất nước chúng ta. Thế thì hà tất gì mà bảo là Việt Nam không có tên trên bản đồ thế giới. Không có tên sao nó biết nó đến nó buôn bán. Có lẽ ý của thiện nhân nói rằng trước năm 54 chúng ta còn đang lệ thuộc Pháp. Miền Nam thì là đất thuộc địa Pháp. Miền Trung và miền Bắc thuộc đất bảo hộ trên thế giới, cho rằng Pháp đứng làm chủ. Nhưng thực sự ra đất bảo hộ thì cũng vẫn là do Triều Nguyễn đứng làm vua, mặc dù là vua, có thể là vua vậy thôi, vua gần như mang tính chất bù nhìn vậy thôi, việc cai quản là do Pháp. Nhưng mà thực sự ra thì vua Việt Nam không đến nỗi bù nhìn, ngay cả cho đến thời Bảo Đại, và ngay cả đến những cái thời trước Bảo Đại, vua Duy Tân chẳng hạn cũng đứng lên chống Pháp. Như vậy làm sao bảo là Việt bản đồ trên không có tên trên bản đồ thế giới. Quả thật Cha Lợi nói cũng đúng thôi, ông này biết chó gì mà nói. Nguyễn Thiện Nhân. Vâng, có lẽ là để cho buổi hội luận hôm nay có cái phần đầu và phần đuôi, Lạc Việt xin được thay mặt cho luật sư Nguyễn Hữu Thống, cũng như sẽ thay mặt cho diễn đàn điểm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam, xin được đúc kết cái buổi hội luận hôm nay với cái đề tài mùng 2 tháng 9 năm 45, Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập, cái chữ độc lập ở trong ngoặc kép, mở đầu cho cái thảm họa chúng ta mất nước hiện nay. Mà năm 2020 theo cái mật ước tại Thành Đô, chúng nó giao nạp toàn bộ Việt Nam vào tay nhà cầm quyền Bắc Kinh và trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng. Đây là điều có thể xảy ra nếu người Việt Nam mình không đứng lên. Và vì mình không đứng lên thì ngay cả Hoa Kỳ cũng nói rằng 90 triệu người dân Việt ok với chế độ này. Như vậy tôi chỉ cần nói chuyện với Việt Cộng thôi đủ rồi, bởi vì quý vị ok với chế độ này mà. Quý vị có phản đối đâu, quý vị có lật đổ chúng nó đâu. Chúng ta tranh đấu cho quê hương đất nước Việt Nam. Đối với người hải ngoại thì cái việc ngoại vận là một cái việc quan. Chúng ta nương theo những cái kế hoạch của Hoa Kỳ, những cái ưu tiên của Hoa Kỳ để mà chúng ta phục vụ cho công cuộc đấu tranh, chứ chúng ta không thể lệ thuộc.
Bởi vì đất nước Hoa Kỳ là một đất nước rất lạ. Các tổng thống Mỹ đa phần tuyên bố rằng tất cả mọi hoạt động của chúng tôi là vì quyền lợi của chúng tôi. Chúng tôi hiện diện ở Biển Đông là vì quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi đến vùng Đông Nam Á chia sẻ với các quốc gia tại vùng Đông Nam Á là vì quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta đồng nghĩ rằng ông đại tướng chỉ huy quân lực của Hoa Kỳ đến Việt Nam là để thay cho chúng ta mà dẹp Việt Cộng đâu, thưa không? Ông ta đến đó để bắt tay với Việt Cộng, chắc chắn như thế. Nhưng mà trong cái kế hoạch to lớn của họ là vì quyền lợi Hoa Kỳ. Chính bản thân chúng ta, chính người dân của chúng ta phải tự biết điều đó. Người dân chúng ta không tự đứng dậy, không tự cố gắng thì luật sư Nguyễn Hữu Thông nói điều đó chúng ta cũng không thể nào cứu chữa được. Năm 2020 tất nhiên chúng ta trở thành tỉnh lỵ Trung Quốc. Vâng, đấy chính là cái nội dung mà luật sư Nguyễn Hữu Thông muốn chia sẻ với chúng ta về tất cả những dữ kiện ngày mùng 2 tháng 9 không phải là ngày độc lập. Đất nước chúng ta đã được độc lập và đã có một chính quyền quốc gia, nhưng bọn Việt Cộng đứng đầu là Hồ Chí Minh đã cướp cái công đó, đã cướp cái ngày đó và tự tuyên bố độc lập. Và cái tuyên bố độc lập này chẳng có giá trị gì, không những không có giá trị về luật pháp mà càng không có giá trị đối với người Việt Nam. Bởi vì từ ngày Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập thì chẳng có một giây phút nào đất nước chúng ta được độc lập, mà càng ngày càng lệ thuộc. Đến nỗi bây giờ tuyên bố rằng năm 2020 chúng ta là một tỉnh lỵ của Trung Quốc. Vâng, xin tất cả chúng ta cùng suy tư để chúng ta làm thế nào để mỗi người chúng ta có một chút đóng góp cho công cuộc đấu tranh này. Và chúng ta sẽ hết lòng với quê hương đất nước qua cái việc đồng hành đối với những người đang đấu tranh mạnh mẽ trong quốc nội. Chúng ta tiếp tay họ, tiếp tay bằng tinh thần, tiếp tay bằng vật chất. Vâng, bây giờ thì xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta cùng thể hiện cái quyết tâm của chúng ta bằng một cái những cái bông hoa để tặng cho những người trong quốc nội, và bằng cánh tay giơ lên để thể hiện cái tinh thần của chúng ta đồng hành với những người trong quốc nội qua một bài hát. Hôm nay chúng ta tạm bài hát Trung Thu như là một cái nền văn hóa nhân bản của chúng ta, để mà chúng ta gợi lên tất cả những gì tốt đẹp trong cái thời kỳ tự do dân chủ, mặc dù là non trẻ nhất, của nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Vâng, như là một thể hiện cái tinh thần văn hóa đó, chúng ta chỉ có thể chống được, chống thắng lợi được Việt Cộng và chống thắng lợi được Trung Cộng, chúng ta mới có thể gìn giữ được cái nền văn hóa mà bấy lâu nay tổ tiên chúng ta đã gìn giữ để làm cho đất nước của chúng ta có được thực sự tự do, hạnh phúc. Vâng, xin mời tất cả chúng ta cùng tặng những bó bông, cùng cho những cái giơ bàn tay lên để thể hiện cái quyết tâm của chúng ta trong một bài hát mang tính chất rất là văn hóa. Thank you.
Vâng, một lần nữa xin Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn niệm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam xin chân thành cảm ơn tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu đã tham gia buổi hội luận hôm nay với luật sư Nguyễn Hữu Thống trong chủ đề mùng 2 tháng 9 năm 1945 Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập nhưng dẫn đầu cho một cái thảm họa mất nước cho tới hiện nay. Vâng, và hôm nay cũng là cái ngày Tết Trung Thu, chúng ta vinh danh những cái mùa Trung Thu dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đầy tính nhân bản, đầy tính phóng khoáng và đầy tinh thần yêu thương đất nước và dân tộc trong nền giáo dục của đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Chúng ta vinh danh những nền văn hóa tốt đẹp đó, và ngày nào các cháu thiếu nhi ở hải ngoại hay ở trong đất nước mà còn có được những ngày tươi đẹp như thế này thì ngày đó sinh lộ của dân tộc của chúng ta mới có thể tiếp tục sống còn. Vâng, một lần nữa Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn niệm trợ khối 8406 và phong trào dân chủ Việt Nam xin cảm ơn quý ốc và ban điều hành của diễn đàn phong trào liên kết, quý ốc và ban điều hành của diễn đàn tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, quý thân hữu trên các đài phát thanh và quý thân hữu trên website đã tham dự và lắng nghe những cái chương trình của hội luận 8406 được thực hiện mỗi tuần mỗi chủ nhật từ 7 giờ tối giờ California. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những buổi hội luận kế tiếp, trong những chủ nhật kế tiếp.